Rồi, chào mấy bạn ha. Bắt đầu thôi. Hôm nay thì cho bạn nghe và thấy cái màn hình mình share đúng không? Ok, cảm ơn bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học về cái kiến trúc này. Và một kiến trúc nó gọi là nó tốt hơn một tí. Thì cái kiến trúc này tuần trước mình học được cái gì? Mình học được những cái khối cơ bản ha, instruction memory là cái khối mà mấy bạn chứa những cái đoạn code của bạn. Mấy bạn lấy lệnh ra. Register là cái khối mà nó là những cái thanh ghi mà 32 thanh ghi mấy bạn đưa vào đầu vào nó là thanh ghi nào thì đầu ra của nó là nội dung của thanh ghi đó. Mấy bạn đưa vào số 0 thì đầu ra nó là 0. Mấy bạn đưa vào số 1 thì đầu ra của nó là thanh ghi 1. Rồi, cái A là U thì bạn cũng đã được mình giới thiệu qua một xíu rồi, là trong đó nó có những khối gì và mình lựa chọn những cái function của nó thì nó sẽ làm cái gì. Rồi, data memory thì nó là nơi giống như instruction memory, nó là nơi chứa, nó không phải là nơi chứa lệnh mà nơi chứa dữ liệu thôi. Rồi, tuần trước thì mình cũng nói về control là cái nơi mà nó sẽ nhận cái một phần của lệnh, tức là nó nhận cái thông tin là opcode của lệnh, và sau khi nó nhận xong rồi thì nó sẽ sinh ra bộ điều khiển cho những lệnh tương ứng. Lệnh ABC thì nó sẽ sinh ra điều khiển để làm chức năng ABC. À, xin lỗi các bạn ha. Thì cái khối control là cái khối mà nó sẽ sinh ra tín hiệu điều khiển tương ứng với lệnh. Rồi, thì mình đã học được lệnh đại số đúng không? Những lệnh đại số, học được những lệnh về branch, học được những lệnh về load, học được về store. Thì bây giờ mình học thêm lệnh cuối nữa là sao? Xong cái kiến trúc. Xong cái kiến trúc này. Rồi. Thì cái lệnh cuối mình học là lệnh jump nha. Thì lệnh jump á, thì mấy bạn đều biết được ha, nó là lệnh jump ABC D gì đó nha. Ai cũng hiểu rồi, thì mình tính địa chỉ nó ha, địa chỉ nó đi tới bằng cách là 40k BC cũ đúng không? BC 31 28. Rồi, tiếp theo của nó là cái phần address, cái phần address. Tiếp theo nó nói với address ha. Cái này 16 bit. Và tiếp theo nó nói với lại 00. Thì 26 bit ha. 26 bit nó nói với 00 là ra 28 bit. Và nó lấy 4 bit cao của cái BC tại ngay vị trí nó cũ ha. Rồi thì ở đây các bạn, ở đây cái việc mà không không này này thì mình thể thay về cái shift left 2. Thì các bạn shift left 2 một cái thanh mà nó cái giá trị của nó không vượt qua 32 bit. Tức là 26 bit, giá trị của nó nằm trong 26 bit thì nó sẽ không vượt qua 32 bit được. Thì khi đó mấy bạn shift lên 2 bit nữa thì cái giá trị nó tương đương với việc nhân cho 4. Nhân cho 4. Rồi. Nhân cho 4 tức là 00 ha. Thì khi đó mình sẽ dùng khối phần cứng là shift left 2 ha. Mà mình sẽ quay ra cái này. Tìm ở đây bạn thấy một điều là tất cả những cái A là U á. Những cái nó vào A là U á. Thì nó là gì?
nó sẽ từ cái RS ha, hoặc là RT, hoặc là một con immediate nào đó ha. Và rõ ràng RS, RT và immediate này nó phải nằm trong bản thân của lệnh ha, nó lấy ra từ cái lệnh. Mà cái lệnh của mình nếu mà xét về lệnh chum á, thì nó không tìm thấy được RS nào hết, nó chẳng tìm thấy RT nào hết, và nó cũng chẳng có immediate nào 16 bit hết. Và rõ ràng thì khi nó không có những cái trường đó thì cái lệnh chum này mình có thể kết luận là nó không có liên quan gì tới ALU hết, không có liên quan gì ALU. Đây là một lệnh đặc biệt ha, nó sẽ thay đổi thanh ghi thôi, à, nó thay đổi thanh PC thôi chứ không có liên quan gì ALU. Rồi như mình nói đó, đây là những cái phần mà nó làm ha, tính địa chỉ PC này, nó chùm tới phần địa chỉ đó ha. Và đối với lại cái kiến trúc này nè thì nó không có cái lệnh chum ở trong đó ha. Và bây giờ mình thêm một vài cái để ra lệnh chum ha, đó là những cái mình thêm vào là những cái này. Thì như một cách bình thường ấy, thì mới cảnh lên ha, thì PC nó sẽ lấy giá trị mới nó mang vào đây, giá trị mới vào đó thì nó sẽ đọc ra được lệnh, nó đọc ra lệnh ha. Nếu đây là lệnh chum thì như bao lệnh bình thường khác, nó bắt buộc nó phải lấy một cái trường OP để ra giải mã. Và nếu là lệnh chum thì nó chỉ tích cực một tín hiệu chum lên thôi, nó chỉ tích cực một tín hiệu chum, và những tín hiệu còn lại thì đương nhiên nó sẽ không tích cực. Và do đó những cái khối này nè, những khối này nè nó không có ý nghĩa gì, nó không, dữ liệu của nó có nhưng mà nó không mang ý nghĩa. Chỗ này là một cái gì đó ABC gì đó, chỗ này một cái ít y giá gì đó, chỗ này một cái gì đó, tất cả những cái đều có nội dung hết, đều có nội dung hết, nhưng mà ít nó không có ý nghĩa gì. Rồi thì khi mà chum lên một thì ai cũng biết là nó sẽ lấy cái đường này nó đi. Ai sẽ lấy là ai cũng biết là nó sẽ lấy cái đường này nó đi qua ha, đường này là một. Rồi thì khi đó khi đó các bạn thấy là PC này ở đây nó sẽ qua bộ là này là PC cộng 4 ha. Và nếu mình zoom ở đây mình thấy là chỗ mà mình màu đỏ này, này chỗ mình màu đỏ này chính là bốn bốn bit cao của PC cũ. Được chưa? 4 bit cao PC cũ ha, mình lấy 4 bit cao PC cũ ngay đường màu đỏ này, tức là mình có 32 bit PC, mình lấy 4 bit cao mình tách 4 cái dây ra, tách 4 bit 4 dây cao ra mình lấy nó, mình tách cái dây cao ra mình lấy nó ha, mình gộp với lại cái thằng là instruction 250 này, instruction 250 này, cái phần mà mình đang 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 để con chuột này. Instruction 250 chính là cái address đó mà. Và nó shift left 2 thì nó sẽ là tương đương với lại 00 phía sau ha. Và nó kết hợp với 4 bit cao của PC cũ là như phần này này. Phần mà mình cái chỗ thì mình tạo ra cái đường, mình tạo ra mình tính được cái địa chỉ. Mình tính ra được cái địa chỉ và mình dẫn nó về. Và khi có một cạnh mới bắt đầu thì cái giá trị dẫn về này, này nó sẽ cập nhật vào đây và nó sẽ lấy được cái lệnh tại cái nó nhảy tới đây. Đó là toàn bộ lệnh chum 20, cái này này là 26 bit immediate này, address này. Nó lấy từ lệnh ha, nó lấy từ chỗ này từ lệnh. Rồi đó là lệnh chum mấy bạn, có thắc mắc gì chỗ này không mà? Rồi, nếu mà chưa có thắc mắc thì mình đi tiếp ha. Mình đi tiếp về phân tích cái hệ xúc. Thì mấy bạn đã biết là data path ha, là cái đường mà à
Vương có thắc mắc là vì sao cái này qua bộ cộng 4 rồi mà nó là lấy lại 4 bit cao, thì thực ra cái việc này mà này. Quay lại cái lệnh châm ha. Ví dụ giống như cái việc là em có 1 triệu á, em có 1 triệu á, em mà em cộng thêm 4 thì em làm 1 triệu là 4, thì 4 bit cao của em cũng có là 1 triệu nha. Cái việc cộng nó không, trong trường hợp này cái việc cộng nó không làm cho cái 4 bit cao nó thay đổi, nó không rơi vào trường hợp làm cho 4 bit cao thay đổi. Ví dụ như mình có một cái thanh ghi PC của mình là một một và đóng phía sau một đóng phía bit sau này, thì bạn cộng cái số 4 đi thì nó sẽ dời lên 4 đơn vị, nó dời lên 4 đơn vị thì cái 4 bit cao nó cũng cũng không có gì thay đổi, mà 4 bit cao nó không có gì thay đổi, và đương nhiên nó không rơi vào tình trạng như thế này, nó sẽ không rơi vào tình trạng như thế này, nó sẽ gặp tình trạng nó không rơi vào tình trạng là cạm 4 bit cao thì nó tràn qua ha, tức là không rơi vào tình trạng là nó ngay cái đỉnh, nói chung nó sẽ lấy được 4 bit cao đó mà không có vấn đề gì. À, không biết Vinh có nắm rồi, ok Vương có nắm. À, mình nói về database đó mà, các bạn biết là đó là những cái đường, như mình hay ví dụ là những cái đường tàu á, ví dụ như đường tàu mà tàu từ Sài Gòn về Quy Nhơn, Sài Gòn về Bình, về Đà Nẵng, Sài Gòn về Huế, về Nha Trang, về Phú Yên gì đó, thì nó sẽ tạo ra những cái đường đi, những cái luồng dữ liệu, tạo ra đường đi những luồng dữ liệu mà khi mình có một cái tác vụ mình đi từ A, mình đi từ A và mình làm việc tới B ha, nó có những cái đường, là những cái path ha, những cái path, tức là từ A B mình làm nhiệm vụ ABC ha, mình làm nhiệm vụ ABC, mình bắt buộc phải qua những cái đường như thế này thì mình mới mới hoàn thành xong nhiệm vụ á. Thì giả sử chỗ này là mình có đánh dấu là C ha, D ha, E ha, F ha, G ha, H ha, I, K, L, M. Rồi, có những đường như thế. Thì đây là tất cả những cái data path của một cái tác vụ ABC nào đó, giả sử là như thế. Và thì trong cái này nó có một cái đường người ta gọi là critical path. Cái đường này là cái đường gì mà người ta cần quan tâm tới nó? Cái đường này nó có đặc điểm là nó là cái đường mà nó ảnh hưởng đến tác vụ ABC. Và cái đường này thì mình có thể dễ dàng mình nhận thấy được luôn, nó là cái đường mà nó có tạo ra sự lao nhắt ha. Ví dụ đường mình vẽ màu xanh này là cái đường mà cụ thể là A ha, rồi C ha, rồi D ha, rồi E ha, rồi F ha, rồi V. Cái đường này này là cái đường mà nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian thực thi của cái tác vụ ABC này. Tức là khi mà cái đường này này, cái đường màu xanh của mình nó dài ra thì thời gian của tác vụ ABC nó sẽ dài ra. Khi cái đường màu xanh này nó giảm xuống thì thời gian của tác vụ ABC này giảm theo. Nếu mà mình xét một cái đường nào khác đây, giả sử cái đường khác là đường A, C, H đây. Cái đường này ha. Thì nó là cũng là một cái path ha, nó cũng là một cái path ha. Là cái đường đó mình vẽ màu xanh lá cây. A, C ha, rồi tới H ha. Thì rõ ràng cái đường này nè, nó có tham gia vào tác vụ ABC, nó có tham gia vào tác vụ ABC, nhưng mà cái thời gian của nó khi mình thay đổi trên cái này nè, khi thay đổi trên cái H này nè,
cái thay đổi độ độ trễ, độ lâu của nó thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cái tốc độ ABC cả. Thì cái đường này không phải là cái mình không phải là cái mình gọi là critical path. Cái đường này mới chính là cái đường mà ảnh hưởng trực tiếp này. Tại vì khi thay đổi trực tiếp trên đường đó thì nó sẽ thay đổi đến cái tốc độ ABC. Đương nhiên ở đây mình thay đổi A thì nó sẽ ảnh hưởng tới ABC, nhưng mà thay đổi A tức là thay đổi A ở đây. Nói tóm lại, có rất là nhiều đường, có rất là nhiều data path của một cái tác vụ. Trong đó có một thằng gọi là cốt lõi, một thằng gọi là quan trọng, hay bất cứ tên nào mà bạn có thể đặt cho nó. Mình trong tiếng Anh người ta gọi là critical path. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực thi của lệnh ABC. Và mình sẽ tìm cái đường đó. Và ở đây các bạn thấy là cái kiến trúc của mình là kiến trúc có tên là single ha, single clock cycle ha. Là kiến trúc này nghĩa là một lệnh, khi mà dịch ra tiếng Việt thì nghĩa là kiến trúc chu kỳ đơn. Đó là một lệnh nó thực thi trong một chu kỳ đơn. Do đó thì bất kỳ cái lệnh nào ha, giả sử lệnh load ha, giả sử mình có lệnh load store, lệnh đại số ha, arithmetic ha, và lệnh branch, lệnh sum, thì tất cả những lệnh đó ha, dù cho lệnh load ha, thực thi với thời gian là chừng này, lệnh store thực thi thời gian là chừng này, thời gian thực thi của mỗi lệnh đương nhiên nó khác nhau ạ. Lệnh đại số thực dân thực thi chừng này. Lệnh trả nhánh thực thi chừng này. Lệnh jump thực thi chừng này. Nghĩa là lệnh store nó sẽ qua những cái khối ABC, nó sẽ có tổng thời gian của nó chạy lại chừng đó. Lệnh store thì nó không qua khối ABC mà nó qua khối ABF. Tổng thời gian của nó là chừng đó. Thì tóm lại cái chu kỳ của mình là luôn luôn là bằng thằng lao nhất, là bằng thằng này. Tức là đây là khoảng thời gian của một chu kỳ, bắt đầu từ cạnh lên là đây và kết thúc là như thế này. Bây giờ thì đây là cái đặc điểm, cái hình ảnh của cái kiến trúc mình, một cạnh bất kỳ. Tại vì cái kiến trúc của mình nó dùng một clock, do đó một clock nó sẽ thực thi một lệnh, và một lệnh thì làm sao biết được nó là lệnh gì. Mấy bạn viết, mình có 5 loại lệnh, có nhiều bạn viết lệnh cạo, có nhiều viết lệnh, thì bất cứ một chu kỳ nó cũng có thể nó là lệnh này, có thể là lệnh này ha, tùy theo lệnh lấy ra ha mà nó sẽ thực thi. Do đó thì nó phải đảm bảo cho bất cứ lệnh nào cũng phải hoàn thành sau đó một chu kỳ. Và để đảm bảo được điều đó thì ok, mình sẽ lấy thằng lớn nhất. Giả sử thằng load là nó là 10 giây đi, thằng store 8 giây đi, thằng đại số 8 giây đi, price 6 giây ha, jump 4 giây đi, thì mình phải đảm bảo một chu kỳ của mình là 10 giây. Mình phải đảm bảo chu kỳ của mình là 10 giây. Để chi? Để nếu nó là load thì nó làm sao, nếu là store thì nó cũng làm sao, nếu là đại số cũng làm sao. Giả sử mình lấy chu kỳ của mình chỉ là 8 giây, mình theo kiểu thuộc người tiết kiệm, mình lấy 8 giây thôi. Thì ok, gặp đại số thì nó làm ok này. À, gặp đại số và store là ok, price ok, jump ok. Nhưng mà nếu nó là load thì nó làm sai. Tại vì cái lệnh này nó cần 10 giây để hoàn thành. Mà cái chu kỳ mình giữa hai cái lần cạnh lên nó có 8 giây thì rõ ràng nó bị sai chỗ này, mất thông tin chỗ này, sai. Do đó cái hình ảnh của cái kiến trúc này là như thế này. Tất cả nó dùng cho một chu kỳ lớn. Và ở đây mình thấy sẽ có sự phí phạm như này không? Thằng này nó làm có 8 giây mà bác nó chạy trong 10 giây. Thực tế của nó chỉ có 6 giây mà nó phải phải tức là từ lệnh train branch nó thực thi 6 giây là sao? Nhưng phải chờ tới 4 giây nữa nó mới được làm lệnh tiếp theo. Phí. Chỗ này là chỗ lãng phí. Và ở đây mình sẽ thấy cái tín hiệu cái lệnh này không có tín hiệu. Cái kiến trúc này nó không có hiệu quả trong những cái trường hợp này. Nhưng được cái là nó đơn giản ha, nó không phức tạp bằng những kiến trúc khác mà các bạn sẽ học phía sau. Rồi đó là cái hiệu suất của kiến trúc này. Quay trở lại là làm sao mình biết được là cái lệnh này là 10 giây, lệnh này là 8 giây. Thì mình phải tìm được cái thằng này, tìm được critical path của một thằng.
Mình phải tìm được nó. Và khi mà tìm được critical path của một hàng thì mình sẽ quay lại cái này ha. Đây là cái kiến trúc đầy đủ mà mình học, mà mình có được tới thời điểm này. Nếu mình, tại vì mình là một người thiết kế chip, là những chuyên gia thiết kế chip, người ta biết được ha. Tức là những chuyên gia thiết kế chip thì người ta tính toán được là cái bộ injection memory là bao nhiêu độ trễ, cái khối raster là bao nhiêu độ trễ, cái khối A là U á, là thiết kế từ những cái gì, và từ những cái gì đó thì người ta biết là nó đi qua cái khối A là U là tốn bao nhiêu trễ. Tức là về cơ bản những chuyên gia về thiết kế người ta sẽ tính được cái độ trễ của những khối này hết nha. Giống như là đi từ từ Sài Gòn mà về, từ Sài Gòn mà đi 5 km trên đường ray thì nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian vậy, người ta biết được hết cái đó nha. Và khi mà mình tìm được cái critical path của một lệnh bất kỳ thì mình thay vô thì mình sẽ biết được thời gian của lệnh đó là thời bao lâu. Mình làm một cái ví dụ ha, là mình tìm critical path của lệnh, critical path của lệnh low ha, là low work ha. Và một cái ví dụ mà ai cũng biết được là mình dùng một thanh ghi, giả sử mình dùng thanh ghi 10 đi, và một con số 16 bit ha, và thanh ghi là mình dùng thanh ghi 3 đi nha. Thì cái lệnh này thì tới thời điểm này là mấy bạn đã nắm được cái chức năng của nó rồi, mình không đi sao ha. Rồi thì làm sao mình biết được cái lệnh này nó đi, nó làm như thế nào, đi qua khối nào, và cái đường nào là critical path của nó, thì mình sẽ liệt kê ra chi tiết ha. Mình sẽ liệt kê từ chiếc nó sẽ qua những cái thằng nào và nó sẽ chạy như thế nào. Thì bắt đầu một cảnh lane, mà bắt đầu một cảnh lane thì BC này nè nó sẽ có một giá trị mới, đúng không? Thì nó sẽ bắt đầu từ BC, BC, và nó sẽ đi qua injection memory. Đi qua injection memory để làm gì? Để nó lấy lệnh, để nó lấy được lệnh, và lệnh mà lấy ra được là lệnh lo ha. Và ở trên cái PC á, nếu mà chú ý kỹ á, PC này, nếu chú ý kỹ thì nó có hai đường, một đường là qua đọc bộ nhớ lệnh, một đường là qua bộ cộng 4, đúng không? Và nó qua cái đến cái đám này. Được chưa? Thì tạm thời mình gọi là một cái đường qua bộ cộng 4 ha. Đó, nó lên bộ cộng 4. Rồi. Và nó tính toán những cái tiếp theo từ injection memory mà. Từ injection memory ha, đây này, nó có những cái đường ha, một là qua control, hai là qua rs, rt, qua bộ chọn và immediate. Nó có những cái đường đi song song như thế ha, tức là dữ liệu lại được lấy ra ha, nó phân bổ mỗi mỗi chỗ xíu và nó tạo ra những cái path, những cái đường. Được chưa? Thì mình cũng làm như vậy thôi. Ở đây ha, nó sẽ lên bộ control. Rồi. Nó cũng ra RS để nó lấy thanh ghi 3. Đó qua bộ register ha, để nó có được thanh ghi 3, thanh ghi này. Rồi. Nó qua RT, đúng không? Nó có qua RT, tức là qua register để nó đọc thanh ghi 10. Rồi, nó ở đây ha, nó có trường, nó RT ha, nó cũng qua cái bộ chọn này, ở chỗ này qua bộ chọn. Để nó chọn thanh ghi là thanh ghi 10 là ghi là thanh ghi cần đưa vào. Được nha. Rồi, nó ở dưới này nè, nó có một phần là injection memory, nó có phần là immediate, đúng không? Tức là nó đọc cái số này nè, cái số này là immediate 16 bit. Thì rõ ràng nó cũng qua được immediate. Immediate thì nó sẽ qua size 10. Size 10 thì nó sẽ qua bộ chọn. Tại vì mình cần cái
mình cần là mình cần con số cộng thanh ghi. Rồi thì ở đây mình xét những cái đường đi nào mình gọi là cho, gọi là nó tạo ra lao nhất ha. Thì cái việc mà cộng 4 này nè, nó sẽ đi qua những cái bộ này, và cơ bản là nó sao thì ok, nó cộng 4 thì cơ bản là sao, tức là mình sẽ lấy lại tiếp theo đó, nó lấy lại tiếp theo rồi thì nhiệm vụ nó là sao và nó không đi thêm được nữa. Rồi khi qua bộ control này bạn, nó sẽ sinh ra tín hiệu điều khiển đúng không, nó sinh ra tín hiệu điều khiển thì nó cũng sao tín hiệu control của nó luôn. Nó như control này nó sinh ra tín hiệu điều khiển sao nhiệm vụ của nó, tức là cái đường này mình gọi là đường một, cái đường một này nó sao nhiệm vụ của nó thì nó dừng lại nha. Rồi có một đường nó đi qua RS, nó đi qua register ha, nó lấy được thanh ghi ba này, thanh ghi ba nó được đưa thẳng vào ALU, thì từ thanh ghi ba này nó sẽ thêm qua khấu ALU. Dạ. Có một đường nó đi như thế này ha, đường này nó đi qua chơi vậy thôi chứ nó không có lấy thông tin, tại vì nó không cần thanh ghi 10 mà nó cần số 5432, do đó đường này nó không có ý nghĩa gì hết trong cái lệnh này. Dạ. Đường này không có ý nghĩa gì trong lệnh này. Rồi nó có một cái đường qua bộ merge để làm gì, để nó tính, để nó biết được là mình cần lấy trường RT để mình ghi vào, và nội dung của nó là số 10. Tức là mình ghi vào thanh ghi 10 của trường RT. Yeah. Và sau khi nó xác định xong thì nó cũng chẳng, nó xác định xong cái nhiệm vụ. Cái bộ chọn như này mà nè. Bộ chọn như này nè, là để chọn thanh ghi cần ghi thôi. Nó chọn xong thì nó hết nhiệm vụ, nó không làm gì nữa, nó chờ kết quả và ghi thôi. Nhiệm vụ của nó là chọn thì nó chọn sao, hết nhiệm vụ, không làm gì nữa. Yeah. Rồi thì còn lại là cái số 5432 này nè, là cái trường immediate, nó qua bộ mở rộng dấu, muốn qua bộ chọn để nó được đưa vào ALU. Thì ở đây mình có hai cái đường, là mình gọi đường này là đường 2 đi, và đường này là đường 3 đi. Đường 2 và đường 3 đi. Yeah. Thì mình thấy là đường 2 á là đường mà nó từ PC, nó qua injection memory, nó qua register. Yeah. Nó qua ALU. Đường 3 thì nó là cũng từ PC, đúng không? Nó qua injection memory, nó qua site extend, nó qua MUSC và nó qua ALU. Thì hai đường này thằng nào lao nhất thì là thằng đó là ứng cử viên của chức vô địch, kiểu vậy. Yeah. Thì ở đây nó có điểm chung là nó giống nhau phần này và ALU. Yeah. Nó chỉ khác nhau phần mà hình tròn này thôi này. Yeah. Vì trên thực tế cái bộ thanh ghi là cái bộ mà nó khá là phức tạp. Cái bộ mở rộng dấu thì nó cực kỳ đơn giản, và bộ merge cũng cực kỳ đơn giản. Do đó trên thực tế thì cái đường 2 này nè là cái đường mà mình sẽ là cái đường mà mình sẽ chọn là critical path, được chưa? Đương nhiên ở sau nó còn nữa ha, mình ở sau nó còn đi nữa ha, mình chưa nói việc đi nữa như thế nào, nhưng mà mình nói là cái đường 2 này đang là ứng cử viên cho cái vô địch. Còn đường 3 là đường mà nó về thực tế thì nó không phải. Nhưng mà trên lý thuyết á, nếu mình cho ở đây là 100, tức là delay của khấu REST là 100 á, delay của hai khấu này cộng lại là 200 á, thì là cái đường dưới lại nhiều hơn. Lý thuyết mà, nó là không thực tế ha. Tức là giả sử bằng cách nào đó mình cho là nó đi qua khấu này cực kỳ chậm, nó đi qua khấu này cực kỳ chậm, nên đi qua khối mở rộng dấu cực kỳ chậm, nó đi qua khấu bộ chọn cực kỳ chậm, tổng delay nó tới 200 giây lận, thì rõ ràng cái đường số 3 là cái đường gọi là critical path. Tùy thuộc vào cái dữ liệu mà để người ta bài toán người ta cung cấp thì mình sẽ xem xét là đường nào mà là critical path ha. Trong cái môn của mình tạm thời mình sẽ cho là cái đường thứ hai, còn trong thi thì nó là cái đường gì đó mình không biết, mình phải coi cái số liệu người ta cung cấp như thế nào để mình làm. Rồi thì như mình nói đó, cái path của mình nó gắn với lại cái kiến trúc này, thì trong thi có thể nó sẽ đưa cái hình khác hoặc là gì đó mình chưa biết được nha.
nhưng mà mình phải biết được cách đạt những cái hình như thế này, biết đạt được những nội dung của hình như thế này để mình làm. Rồi thì giả sử như thường lệ đi, cái thanh ghi là cái đọc thanh ghi là cái nó tốn thời gian nhiều hơn đi, thì từ A là U ha, mình đang dùng lại load ha, nó sẽ tính toán ra được địa chỉ và nó sẽ đưa qua data memory, tức là đi qua đi mà nó là từ này, hai thằng này này, hai thằng này bây giờ là một rồi đó mà. Nó đi qua DM ha. DM tức là nó sẽ đọc được nội dung của một cái vùng nhớ tại địa chỉ này. Thì nó sẽ đi qua bộ hỗ trợ. Và cái đường này chính là cái mà mình bao thành màu xanh này này, chính là critical path của lệnh load, và mình có thể ghi ra thành một câu chữ như thế này ha, nó là BC, nó là mà thực tế ha, thì những cái mà mình gạch dưới này, BC này, nó là những cái mà nó gọi là epsilon cực kỳ nhỏ nha. Thì thường người ta sẽ bỏ BC luôn nha, và bỏ luôn cái mask. Nhưng mà nếu đề nó cho cái mask bao nhiêu delay đó thì mình phải bỏ vào, còn nếu mà đề không có mô tả gì hết thì mình bỏ luôn. Và cái VC thì chắc chắn sẽ bỏ thôi, tại vì VC nó cực kỳ nhỏ. Nếu mà có thì người ta cho vào thì mình cũng cho luôn, mình chỉ cần biết cái nguyên lý cách làm thôi. Rồi thì mình có thể critical path của lo ha, là injection memory, ghi chủ thể là BC luôn ha. Rồi injection memory, rồi cái gì nữa, đầu qua bộ register này nha. Tiếp theo là qua register thì tiếp theo là A là U, A là U tiếp theo là data memory, data memory tiếp theo là mask. Sao nói ra đương nhiên các bạn sẽ thắc mắc là cái lệnh lo này là cái lệnh mà nó đọc mới ghi kết quả vào thanh ghi. Tuy nhiên sẽ có một số bạn thắc mắc là lệnh lo sẽ ghi với kết quả thanh ghi 10, vậy thì nó ghi vào chỗ nào, chỗ nào ghi đâu này, mới đọc ra đưa về thôi, nó đưa về đây thôi, rồi nó phải tính thêm cái khối write back vào nữa đúng không, tức là phải tính thêm khối register vào nữa. Nhưng mà vì cái đặc thù của cái kiến trúc của mình ấy, mà một cái chu kỳ lên ấy, quay lại cái việc ghi xíu ha. Ở đây các bạn thấy nè, cái slide này nó hỗ trợ mình tốt cái việc hiểu này. Cái khi mà mình muốn ghi một cái gì đó thì mình phải có cạnh lay, đúng không? Tại vì nếu mà không có cạnh lay thì cái việc ghi nó không quản lý được nha. Khi mà ghi cái gì đó thì phải có cạnh lay, tức là có cạnh lay nó sẽ ghi dữ liệu vào, và khi mà hết cạnh lay thì dữ liệu nó sẽ ổn định giá trị đó. Rồi nếu mà không có quản lý, như kiểu nếu như không có quản lý thì kiểu clock á, thì cái việc ghi này nó tích cực này, các bạn thấy nó tích cực một khoảng thời gian dài đúng không, nó tích khoảng thời gian dài này, thì chỗ này nó biết ghi cái gì vô, nó biết ghi cái gì vào. Chỗ này lỡ data nó thay đổi thì dưới này nó sẽ thay đổi theo, rất là khó để quản lý. Do đó thì cái việc ghi á, thì nó sẽ thì ta sẽ quản lý bằng cái những cái cạnh lay. Và trong một chu kỳ á, cạnh lay bắt đầu thì BC nó bắt đầu lấy ra ha, rồi nó sẽ lấy được lại load ha, và nó sẽ làm đủ trò và nó sẽ có kết quả từ memory, nó sẽ có kết quả từ memory chỗ này. Thì trong một chu kỳ mình không thể nào mình sinh ra được hai cạnh lay được. Trong một chu kỳ mình không thể nào mình sinh ra hai cạnh lay được. Do đó cái việc write á, với việc write back á, nó sẽ nằm ở chu kỳ sau, tức là chờ cái cạnh lay. Cái kiến trúc mình hơi đặc thù một xíu ha, nó chờ cạnh lay về để nó ghi cái quả này vào cái register ha. Thì khi mà có một cạnh lay mới thì đương nhiên BC nó sẽ cập nhật lại cái mới đúng không, rồi nó sẽ đọc injection mới, và tiếp theo injection mới thì nó sẽ đọc cái register mới. Thì cái việc ghi này này nó đúng
nó đủ ngắn, nó đủ nhỏ để em tới việc đọc này nó đọc đúng nha. Giả sử ở đây mình sẽ ghi vào thanh ghi T10 như bữa nãy đi, và chỗ nào mình cần đọc thanh ghi T10 đi thì mình vẫn đọc đúng, tại vì mình ghi có xíu à, ghi có 1 giây ha, giả sử là 1 giây đi, mà cái việc giải mã, cái việc lấy lệnh nó tốn 3 giây rồi, thì lấy lệnh xong là cái thằng kia nó ghi xong rồi. Phải đảm bảo cái việc ghi nó hoàn thành trước khi việc giải mã. Thì đó, trong lại loss nó có cái write back nhưng mà mình không tính cái khối write back vào, vì như cái lý do mình vừa nói ha, nó cần sự đồng bộ của cạnh lây, mà trong clock thì không, trong một clock thì không có 2 cạnh lây, do đó cái việc ghi nó phải nằm ở phía sau, ở chu kỳ phía sau. Và tới đây nè, đó là thời gian từ BC, nè, thời gian từ BC nó chạy tới bộ Musk là nó đủ thời gian đó ha, là thời gian này. Cái việc ghi nó nằm ở sau, do đó mình không tính ha. Trên cái này này nó có sự, ví dụ như interaction, ví dụ như ALU nó tăng lên thì cái thời gian này nó tăng lên, mình gọi thời gian này là thời gian A ha, tổng thời gian A ha. Nếu mà interaction nó tăng, nếu ALU nó lâu hơn thì A nó sẽ tăng lên, nếu ALU nó giảm xuống thì A nó cũng giảm theo. Bây giờ còn cái việc mà nếu write back ha, mà nó tăng lên xíu, nó giảm xuống xíu thì cũng không ảnh hưởng, tại vì nó nằm ở chu kỳ sau rồi, nó không ảnh hưởng thời gian của một chu kỳ. Hiểu mà, ví dụ như cái này nó là 3 giây, nó là 1 giây, như ví dụ hồi nãy đi, giờ nó tăng lên thành 2 giây thì cái chu kỳ này nó vẫn vậy, cái chu kỳ này nó vẫn vậy. Hiểu không? Nó không ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian của một chu kỳ. Trong khi nếu mà ALU nó tăng lên từ 4 giây thành 6 giây thì cái A này nó sẽ tăng lên cộng 2 nữa. Rồi, đó là cái, thì đương nhiên mỗi lệnh khác nhau nó sẽ có cái critical path khác nhau. Bây giờ, và như mình nói đó nè, mỗi cái lệnh này nè nó có cái path khác nhau, và nó khác nhau nên nó sẽ có những thời gian khác nhau, và cái kiến trúc của mình nó sẽ lấy thằng nào mà có thời gian trễ là lâu nhất để nó làm thời gian của một chu kỳ chính nha. Đây là thời gian của một chu kỳ của hệ thống luôn, của nguyên con đó luôn, của con bộ xử lý đó luôn, processor đó luôn. Còn thời gian mình đang nói này nè là thời gian chạy của một lệnh nó chạy qua tốn bao nhiêu thời gian, một lệnh thực thi nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành cái lệnh đó ha. Là cái này nè, nó tốn 2 giây, nó tốn 4 giây, nó tốn 6 giây, tốn 8 giây, tốn 8 giây, tốn 10 giây, nhưng mà chu kỳ của nó vẫn là 10 giây. Chu kỳ của nó là chu kỳ của hệ thống. Và chu kỳ cái clock các bạn, cái clock là cái dùng chung. Nó là cạnh lên cạnh xuống, cạnh lên cạnh xuống dùng chung. Nó không phải là đối với lại này thì ngắn hơn, đối với kia thì dài hơn, mà nó chung hết ha. Trong kiến trúc của mình, nói lại trong kiến trúc của mình. Rồi, đó là những cái về critical path. Không biết các bạn có nắm được cái này không? Có gì thắc mắc không các bạn Phúc nói là hai lệnh lo kề nhau thì nó không có, nó kề nhau thì nó kề nó, tức là đây là lệnh load ha, thì nó có 2 phần, một phần là như thế này. Được chưa? Thì cái phần mà mình vẽ dài hơn á, cái phần mình vẽ dài hơn á, tức là cái phần mà phần này này, phần bao màu xanh này này, được chưa? Phần bao màu xanh này là phần dài, đây là một chu kỳ ha. Mình vẽ hơi xáo xíu ha, nhưng mà bạn tưởng tượng ra rồi, thì đây là lỗ ha, nó nếu mà mình ghi cụ thể thì nó là BC gì đó, Intrusion Memory gì đó ha, rồi REST, rồi qua ALU, rồi qua Data Memory, DM, ghi DM cho gọn ha, chứ không phải DM đâu ha, không có chọn, không có chọn là mình ghi MU ha.
Xong di chuyển cái này này. Rồi, thì qua này là qua bộ bộ ghi. À, Dũng cứ đăng ký, Dũng cứ mấy bạn cứ cứ cứ, cứ đi đi ha. Rồi. Thì qua cái chu kỳ thứ hai thì nó cũng sẽ là như thế này. PC nó vẫn là PC nó vẫn đây ha, chu kỳ thứ hai ha. Đây là một chu kỳ này. Thì chu kỳ thứ hai nó là này. Thì PC nó vẫn thay đổi. Thì trong cục đó đó thì có cạnh lane thì dữ liệu nó sẽ được ghi vào register ha. Và khi đó thì PC thay đổi thì nó sẽ lấy ra một lệnh gì đó bất kỳ. Nếu mà lệnh load thì nó là lệnh load. Thì nó vẫn đọc register thôi. Nó không có vấn đề gì như này mà. Không biết Phúc có nắm được cái này không? Rồi. Tại vì đặc thù của nó là vậy. Rồi, như nãy mình vừa phân tích thì cái kiến trúc này nó không tốt, không tốt ở chỗ là nó bắt buộc mọi thằng phải là đại đồng, phải là giống nhau. À, trong khi giả sử nếu mà mình viết một cái chương trình mà có nhiều lệnh đại số đi, giả sử mình viết chương trình có rất nhiều lệnh đại số đi, thì mẫu lệnh mình tốn thời gian rảnh này nó thì rõ ràng nó không tốt, nó vi phạm nguyên lý thiết kế là cái lệnh nào mà nhiều mình cải tiến thì nó sẽ tốt hơn. Trong trường hợp này thì không không tốt hơn, tại vì nó là lấy thằng lao nhất. Thì kiến trúc này nó tệ chỗ đó, nó dở cho nó hiệu suất không tốt chỗ đó. Và trước khi qua kiến trúc mới thì nó làm cho mình hai cái này ha. À, là các bạn tìm cái critical path của hai loại này, BNE và store. Chắc mỗi lệnh thì mình làm tầm đâu cỡ 5 phút, hai lệnh 10 phút. À, 3 giờ 55 mình bắt đầu mình thảo luận ha. Đó, các bạn làm thử cho mình coi.
Rồi mình thấy một số đáp án rồi, không biết mấy bạn còn lại có đáp án không? Gì thì post lên ha. Rồi thì mình cùng nhau mình coi thử ha. Thì đây là cái lại ở đây là cái kiến trúc mình sử dụng ha, đầy đủ nhất hiện giờ. Và mình coi lại BNA thì để dễ thì bạn nên nếu bạn nên để dễ thì mình sẽ cho ví dụ một cái lại ha. Nếu bạn cứ tưởng tượng ha, dựa vào cái lệnh đó thì mình có thể nói được vài thứ là ok thằng nào thì cũng bắt đầu từ BC nó ra thôi. BC có trong trường hợp này là mình mô tả chi tiết ha, mấy bạn có thể lược bỏ những chi tiết rồi nó sẽ qua có instruction memory để đạt được lệnh, thì đương nhiên nó cũng qua bộ cộng 4 ha. Bộ cộng 4 là bộ không quan trọng tại vì nó chạy khá là nhanh, nó không ảnh hưởng. Mình đang tìm critical path ha. Mình sẽ cộng 4. Rồi. Nó qua instruction memory ha, nó qua tới đây rồi thì nó lấy được lệnh thì nó lên bộ control. Bộ control là cái bộ nó sinh ra cái tín hiệu điều khiển sao. Thì mình không có xét nó nữa ha. Nó qua cái RS để đạt được thanh ghi ba này. Nha. Thì nó qua bộ register và thanh ghi ba này nó sẽ qua thẳng qua ALU luôn. Yeah. Rồi nó có một cái trường là RT, nó đi qua bộ register nha. Yeah. Tức là nó đọc thanh ghi sáu này và thanh ghi sáu này nó sẽ so sánh với thanh ghi ba, do đó nó cái đích đến nó cũng là ALU. Mà trước khi qua là U nó sẽ qua bộ chọn và nó qua A là U. Vậy nha. Thì rõ ràng mình thấy là hai cái đường này nè, thì cái đường ở dưới là đường nó đang là cái đường này nè, là cái đường đang là tốt hơn, à, lâu hơn. Rồi nó có một cái trường qua bộ chọn là bộ mask nhưng mà nó không có ghi thanh ghi ha, nó không có ghi thì nó vẫn qua nhé, mà nó không làm gì hết ha, nó không có ý nghĩa gì trong trường hợp này, trong lệnh này nó không có ý nghĩa. Nó có một đường là injection 16 nó qua thành 32 rồi nó qua bộ sheet left 2 đúng không, nó qua bộ cộng. Thì có một đường là injection 16 nó qua là site 10 thì nó qua bộ sheet left 2 ha, sheet left 2 ha, rồi nó qua bộ cộng ha. Bộ cộng là mình ghi là A ha. Rồi nó sẽ chờ đây. Nó chờ đây là chờ gì? Chờ cái thằng này, chờ kết quả của thằng này nè.
Đằng này cái quả của nó là từ A là U ha. Mình đi tiếp đường này luôn. A là U nó sẽ qua cái cổng ẻn. Cổng ẻn nó sẽ lên cái cổng ẻn đây ha. Thì nó sẽ qua cái bộ MERS. Và nó qua bộ MERS nữa ha. Là nó sẽ nó qua bộ MERS này và qua bộ MERS này là sao nha. Đương nhiên cái đường này này nó qua cái đường này là cái đường tính toán địa chỉ của BEQ ha, BNE ha, nó khá là cơ bản, là khá là nhanh, và nó cũng chờ A là, nó chờ cái quả A là U, nó cũng vẫn chờ cái quả A là U thôi để nó đưa ra ha. Thì do đó cái đường này cũng không qua là đường critical path ha, nó phải chờ kết quả của ALU. Vậy thì cái critical path của mình tìm được là những cái này. Và những cái đường gạch chân này là những cái thằng gạch chân này thì bạn có thể bỏ qua nó. Cổng AND thì có thể bỏ qua nó. Rồi. Thì tóm lại là injection memory, register, mask, ALU, Musk và Musk. Thì nếu mà yêu cầu để nó cho cái số liệu vào thì bạn có thể hoàn toàn tính đó, tính toán được thời gian thực thi. Ví dụ như thằng này là 100 nano giây. Thằng này là 150. Thằng này là 300, 200 đi. Thì thằng này là 200 đi. Thì mấy bạn hoàn toàn có thể thế số vào được. Thế số vào được ha. Đó là bộ này nó delay bao nhiêu, bộ này delay bao nhiêu, bộ này delay bao nhiêu. Bộ với giả sử bộ mới delay 5 thì mình cứ 5 5 5 5 là 10 với 5 là 15 gì đó. Các bạn cộng lại chúng bạn ra được là thời gian mà thằng BEQ này chạy là thực ra là bao nhiêu thì bạn có thể cộng được. Giả sử nó là 670 đi. Micro giây đi ha. Để bạn hoàn toàn tự tính được con số này. Và những nhà người ta thiết kế chip người ta hoàn toàn có thể tính được số này. Và mình biết được là một lệnh nó thực thi bao nhiêu, thì đó là lệnh BEQ ha. Rồi còn lệnh B là lệnh store ha, lệnh store thì cũng giống như vậy, mình có thể store anh ghi 5 anh ghi 2 thì nó cũng bắt đầu từ PC mà. Rồi nó qua injection memory. Injection memory thì nó control thì mình không nói nữa rồi ha. Nó cần đọc thanh ghi 2 thì nó qua bộ register. Và nó đưa register qua ALU luôn, nó tức là đưa thanh thanh ghi 2 này qua ALU luôn. Nó cần số 231 ha thì nó sẽ qua cái bộ site tên. Rồi cái sạc tên này nó sẽ qua được vòng tròn và nó qua ALU. Cái này nó không có ghi vào thanh ghi cho nên mình cũng chẳng cần quan tâm, nó qua bộ bộ MERS này, mình không có ghi vào đây để nó khỏi mất công. Rồi thì cái RT nó đi qua đây ha, có một cái đường RT qua đây này đó, thì nó qua đó thì nó qua register ha. Nó đi qua đến đây ha, nó đi qua tới đây này đó, nó không qua thẳng ALU nha, nó không qua ALU là cái đường là nội dung của số 5 này này, nó sẽ là đây này, rồi nó sẽ vòm xuống đi thẳng vào data memory để ghi vào data memory đúng không? Thì sau khi nó ALU xong nó tính toán được kết quả thì nó sẽ truy xuất data memory và thằng này nó sẽ ghi vào đây. Thì đó rằng cái đường này này, cái đường này này là cái đường mà không phải là đường critical path ha. Critical path của lại của cái lại store là cái mà mình bao thành cái khối màu đỏ. Cái mình bao thành khối màu đỏ. Rồi, thì mấy bạn có thể bỏ cái PC này đi. Thì đó là cái critical path ha. Không biết các bạn có thắc mắc gì không ạ?
đương nhiên mình đưa vào những cái số delay và những khấu này thì mình sẽ tính được thời gian thực thi của mẫu lệnh. Khác là như thế này, thời gian thực thi mỗi lệnh có, mỗi cái lệnh có những critical path khác nhau thôi và thời gian khác nhau, và sau khi mình tính tất cả những lệnh trong hệ thống rồi thì mình sẽ biết được cái chu kỳ nó bao nhiêu. Và chú ý là lệnh lô ha, là lệnh dài nhất trong cái môn của mình. Rồi nếu mà bạn chưa có thắc mắc gì thì mình chắc mình nghỉ giải lao ha, tầm 20 phút ha. Thì tầm đâu tầm 8 giờ à, 4 giờ 25 quay lại nha mà.
Mấy bạn chắc còn nghe mình chứ hả? Mình có ba câu hỏi, có hai câu hỏi này. Nếu là lệnh store thì điện về write data không thầy. Không. Store không có commerce cuối hả thầy? Ok, bạn mình trả lời câu dễ trước ha, là lệnh store là cái lệnh mà nó không có chứa vào cái thanh ghi bạn. Đúng không? Nó không chứa vào thanh ghi năm, mà cái lệnh store là lệnh mà nó lấy thanh ghi năm, nội dung thanh ghi năm để nó chứa vào vòng nhớ thôi. Nó chứa nội dung của thanh ghi vào bộ nhớ thôi. Cho nên nó tới đây nó chứa xong rồi thôi, chứ đâu cần phải đâu cần qua bộ chọn làm gì mà. Bộ chọn là để làm gì? Bộ chọn là để khi nào mà nó dẫn dữ liệu về nó ghi vào thanh ghi thì nó mới cần bộ chọn ha. Tới đây là hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi. Thì mình tính tới đây thôi là được. Rồi. Như mình nói mới nãy đó. Nếu là lệnh store thì nó có tính phần write data hay không? Yeah. Tại vì mình nói là cái việc ghi á, là nó phải cần cái sự đồng bộ clock. Đúng không? Việc ghi thì cần có sự đồng bộ clock. Như trong cái slide này nó trình bày. Yeah. Thì write back là cái nó cần cái sự đồng bộ là khi mà có write back á, thì nó phải chờ tiếp tục kỳ sau. Tại vì cái write back là ghi vào cái memory, ghi vào cái register, mà bản chất của register và memory là giống nhau. Memory thực ra là nó là nhiều hơn thôi, nó quá nhiều register trong đó thôi. Rồi, vậy thì mình ghi vào đây thì đương nhiên mình cũng phải có sự đồng bộ mà. Và bạn biết là thực ra thì cái chu kỳ mình có hai là giai đoạn, là một giai đoạn là cạnh lên và một giai đoạn là cạnh xuống. Thì có thể mình sẽ dùng cái cạnh xuống này nè để mình ghi vào nha. Tức là cái việc tính toán nó nằm ở nửa chu kỳ đầu. Khi mà tính toán được chạy sau thì nó có cạnh xuống và nó có tín hiệu write thì nó sẽ ghi vào data memory. Do đó thì data memory mình tính luôn vô trong cái data path, cái critical path được. Còn cái việc tương tự vậy ha, cái việc ghi vào thanh ghi này nếu mà mình dùng cạnh xuống mình cũng tính luôn được, nhưng mà nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Nó sẽ xảy ra vấn đề là cái clock của mình đó mà nó là cái đường mà nó thường là 50-50. Nó thường là 50-50 ha. Đây đây, tức là cái tỷ lệ nó là nửa nửa à. Nếu mà mình dùng cái cạnh dưới để mình write back thì đoạn này là cái đoạn mà nó tính toán tất cả những cái dữ liệu sau. Nó tính nên nếu mà ví dụ như là lô ha, store lô thanh ghi T1 gì đó ha, 4 thanh ghi 4 đi. Nếu mà mình dùng cạnh súng để mình ghi vào thanh ghi T1 gần ghi T3 thì thường nó là cái này nữa ha, và cái này nữa ha, thì tự nhiên nó nhân lên gấp đôi, hiểu không? Giả sử cái này là cái việc tính toán lại lo là 5 giây đi thì nó phải nhân lên gấp đôi, nó thành 10 giây. Không đáng đúng không? Không đáng để mình ghi cạnh xuống. Thay vì vậy thì mình chấp nhận mình ghi cạnh lên ở chu kỳ sau, để cho chấp nhận ghi cạnh lên ở chu kỳ sau để cho cái thời gian nó giảm xuống. Rồi nếu mà cái tỷ lệ của một clock á, đương nhiên mình không thể nào mình bắt nó là 50-50 được, nó có thể là 90-10. Clock nó có thể có hình dạng như thế này, nhưng mà rất là hiếm nha. Đó là 90% là mức 1, 10% là mức 0. Cái này chắc mấy bạn cũng được học rồi đúng không? Cái này là cái cycle, cái gì đó, cái gọi là hình như là cái cycle write thì phải. Đó là cái mình nhớ không lầm là từ này, đó là 90 duty cycle. Nó có thể là 90, nó có thể là 99, có thể là 9, tỷ lệ 91.
Như thế này thì đối với những cái lock như thế này thì hoàn toàn mình có thể thiết kế theo kiểu là mình có để mình để right back ở ở phần cản súng được. Nói chung là tùy theo cái cách hiện thực thôi. Trong cái môn của mình chọn nó là 50-50 một cách rất là bình thường, và mình không chọn nó ở chu kỳ, không chọn cái việc right back ở chu kỳ ở việc ở cạnh súng, mà chọn chu kỳ ở cạnh lane. Tại vì chọn chu kỳ súng mấy bạn nhân 10 thì cái tổng cái thời gian này nè mấy bạn phải tính toán được kết quả, rồi chứ cạnh súng mình sẽ ghi vào thì chỗ này nó làm gì bỏ không phí, thay vì đó thì mình sẽ chọn việc là ghi ở chu kỳ sau. Bây giờ không biết các bạn có nắm được cái này không, cái giải thích là vì sao mình bỏ cái raster ra bên ngoài mà mình lại lấy cái data memory. Tại vì data memory thì nó có thể mình dùng cạnh súng mình ghi được nha, mình ghi trong ray. Và cái nữa là cái lệnh mà dài nhất là lệnh load ha, còn lệnh ngắn lại store thì nó ngắn hơn ha, thì do đó thì mình có thể dùng nửa chu kỳ đầu mình tính toán mình chỗ nào mình ghi ha, thì cũng còn dư ra đoạn. Thì cái đó thì trong cái môn mình thì mình vẫn cho cái data memory vào trong cái cùng critical path. Không biết giải thích vậy thì bạn có nắm được không? Tùy theo cách thiết kế thôi bạn, nó là do con người thiết kế này, nhưng mình theo hướng nào thì nó theo hướng của mình thôi. Không biết bạn có thêm câu hỏi gì không ạ? Nếu lệnh store thì có điện về write ta không là sao? Tài hỏi này mình chưa hiểu lắm ta. Nếu nếu là lệnh store word work thì có điện về write ta không? Cái write data là cái gì ta? Cái ghi vào thanh ghi vào bộ nhớ dữ liệu hả? Có nhưng mình nói đó. Rồi nếu mà bạn không có thắc mắc thì mình qua cái phần nó cũng rắc rối ha, hơn xíu. Đó là những cái nội hình ảnh của cái single clock cycle ha. Rồi mình qua pipeline thì pipeline nó sẽ cải tiến cái này bằng hai cái hình ảnh mà mình vừa với mình sẽ giới thiệu với bạn sau đây ha. Mình có bốn cái tác vụ A B C D. Mỗi tác vụ nó làm bốn chuyện: giặt đồ, sấy đồ, ủi đồ và gấp đồ. Kiến trúc single là gì? Giặt đồ xong, nó cái thằng này nó tương đồng với kiến trúc single, nghĩa là mình lấy lại xong ha, fresh nó xong thì mình decode nó ha, decode xong thì mình mới thực thi nó, đúng không? Nó mang thì cái tuần tự giống nhau này. Mình giặt đồ xong thì mình mới có đồ để mình sấy. Mình sấy đồ xong thì mình mới có đồ để mình ủi đồ xong thì mình có mới có cái việc để mình gấp nha. Nó là thuộc thi tuần tự theo đúng cái lệnh của mình ha. Mình lấy lại xong mình mới có cái để giải mã, mình giải mã xong thì mình có cái mình mới thực thi, mới
mới tính toán xong thì mình mới có cái để mình truy xuất memory và hoặc là mình write back nha. Thì cái này nó hình ảnh nó giống y cái kiến trúc của mình ha, mà cái kiến trúc của mình thì có 5 bước mà hình ảnh này có 4 bước thôi. Rồi một cái tác vụ A mình thực thi trong một chu kỳ lớn tốn thời gian là 2 giờ 2 tiếng đồng hồ, thì rõ ràng bốn tác vụ thì mình sẽ tốn thời gian là 8 tiếng nha. Mỗi cục này nửa tiếng ha, thì một cái cục lớn như này nè là một tác vụ là 8 tiếng. Đó là cái của mình. Ở đây mình thấy cái điều dở là gì? Giặt đồ xong rồi đi qua sấy đồ, thì trong cái lúc sấy đồ này mình có thể lấy cái máy giặt đó mình giặt đồ mới đúng không? Đó thì mình sẽ lật cái hình ảnh ở dưới này, và cái hình ảnh này chính là hình ảnh về pipeline ha. Pipeline giặt đồ xong, anh chàng này thì thông minh hơn ha. Anh cũng làm chừng đó việc nhưng mà anh hoàn thành sớm hơn. Anh cũng giặt đồ xong thì anh cho đồ vào máy sấy để sấy, và anh cho đồ vào máy giặt để giặt tiếp theo, cứ như thế ha. Khi mà sấy xong thì anh cho đồ vào cái máy ủi, ảnh cho cái đồ vừa mới giặt vào máy sấy, và ảnh lấy cái đồ mới đem đi giặt tiếp. Ủi xong thì ảnh lại cho đồ vào tủ, cùng lúc đó thì ảnh cho vào cái máy ủi sấy đồ vừa mới giặt xong và giặt tiếp. Thì ở đây tính ra cái tác vụ A nó đều tốn 2 giờ hết, mỗi tác vụ đều tốn 2 giờ, B cũng tốn 2 giờ luôn, C cũng tốn 2 giờ. Tức là cái thời gian của một tác vụ nó không có giảm đi, nó vẫn vậy, nó vẫn là 2 giờ, nhưng mà cái thông năng nó là tăng lên. Cái thông năng tức là cái throughput đó bạn. Thì ở đây ha, một trong một đơn vị thời gian á, nó chỉ thực thi có một một cái thôi, còn ở đây trong đơn vị thời gian thì nó thực thi tới 4 cái. Là tại một thời điểm ha, cái này ha, tại một thời điểm đó thì mình chỉ có lấy lệnh thôi, hoặc là giải mã lệnh thôi, hoặc là thực thi lệnh thôi, hoặc là write back, hoặc là memory thôi. Còn ở đây ha, tại một thời điểm ha, nó vừa truy xuất memory, nó vừa thực thi lệnh, nó vừa giải mã lệnh, nó vừa lấy lệnh. Đương nhiên mỗi thằng đó nó lấy những cái lệnh khác nhau ha. Nó truy xuất memory của lệnh A, nó giải nó mã của lệnh B, nó lấy lệnh C, nó là khác nhau. Nhưng mà tại một thời điểm thì cả bốn thằng nó đều hoạt động luôn nha, cả bốn máy đều hoạt động luôn, do đó cái hiệu năng nó cao hơn rất là nhiều. Hiệu năng nó cao hơn rất là nhiều, còn cái này thì hiệu năng nó giảm nha. Và đây là mình tính được là anh chàng ở dưới này này, anh chàng này gọi là anh chàng pipeline, pipeline thì nó nhanh hơn anh chàng ở trên, gọi là single ha, single clock cycle ha, 2,3 lần trong trường hợp này. Vậy thì trong trường hợp tổng quát mình sẽ thử xem nó nhanh hơn bao nhiêu lần ha. Rồi đây là lệnh đầu tiên ha, đây là lệnh thứ hai ha, đây là lệnh thứ ba, đây là lệnh thứ tư ha. Thì đây là kiến trúc single nha, nó lệnh nào nó dù là lệnh cộng, lệnh trừ, lệnh nhân chia đều có khoảng thời gian là bằng nhau hết ha. Còn đây là kiến trúc về pipeline ha. Lệnh thứ hai ha, lệnh thứ ba ha, lệnh thứ tư ha, lệnh thứ năm ha, lệnh thứ sáu ha. Cứ thế mà, cứ thế thôi.
thì chu kỳ của một cái lệnh ở trên này ha, là một thằng này thì chu kỳ chừng này, chu kỳ thứ hai thì nó cũng bài nhau, bất kỳ nó là lệnh gì. Rồi còn ở trong cái pipeline á thì nó sẽ chia ra thành những cái đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ là một chu kỳ, đây là một chu kỳ mà, đây là một chu kỳ mà, đây là một chu kỳ mà, đây là một chu kỳ, đây cũng là một chu kỳ, đây là một chu kỳ, đây là một chu kỳ. Thì thời gian của một chu kỳ á, thì mình có thể mình sẽ đây là một thời, đây là thời gian của một chu kỳ ha. Đó. Còn thời gian một chu kỳ này nó to như thế này. Thời gian chu kỳ của thằng single là nó dài. Thời gian chu kỳ của pha này nó nhỏ lại. Giả sử mình chia thành 5 bước nha, mình thành 5 5 5 bước ha. Đều nhai ha, bằng nhau luôn ha. Mình có một nghìn lệnh. Thì trong kiến trúc single ha, trong kiến trúc single ha, kiến trúc single mình viết gọn là single clock cycle ha, thì CPU time nó là bao nhiêu mà mình biết là mỗi cái khối nhỏ nhỏ này là một giây, mỗi khối nhỏ nhỏ là một giây ha. Thì thời gian của single clock cycle, thời gian của cái chương trình này ha, chương trình mà có 1.000 lệnh này nè, nó chạy ở single là bao nhiêu mà, đúng rồi, 1.000 lệnh thì đương nhiên nó sẽ ra 1.000 chu kỳ, mỗi chu kỳ năm thì mình nhân năm ra đúng không. Rồi thời gian của pipeline bao nhiêu mà, pipeline mình ghi chữ P thôi, CPU time bạn. Chính xác là 1.004 giây mà, nhân cho một. Rồi bây giờ mình tổng quát hơn xíu ha, mình có là n lại thì single á, single mình ghi s để cho nó gọn ha, CPU time của nó là bao nhiêu mà. Bây giờ mình có n lại single CPU time nó bao nhiêu, mình ghi chữ S ha, là bạn n lệnh thì đương nhiên là n chu kỳ, n chu kỳ mỗi chu kỳ tốn 5 giây thì là n là 5n được nha. Rồi với kiến trúc là pipeline ha, thì CPU time nó là bao nhiêu, rồi đó là 5 cộng cho n trừ 1. Nhân cho 1 được chưa? Mình ghi vậy là bạn hiểu ha. Rồi. Mình tổng quát hơn nữa ha, là bây giờ mình bây giờ mình không có 5 bước nữa mà là mình k bước, cũng n lệnh ha, mình k bước n lệnh thì k bước n lệnh thì single bao nhiêu mà, file bao nhiêu. Single bạn highlight bạn đang tính CPU time ha, thì single là k bước ha, thì cái chu kỳ của nó là k ha, k giây ha, được nha, tại vì mẫu khối là giây thì k bước là k giây, thì n lệnh thì n chu kỳ nhân cho k, được nha, và highlight thì
là k cộng cho n trừ 1 nhân cho 1. Rồi, thì mình sẽ giải thích ha. Là ở đây bạn thấy nè, nó đối với lệ single thì không có gì để nói, là một lệ một chu kỳ, một lệ một chu kỳ ha. 1000 lệ thì đương nhiên 1000 chu kỳ. Thời gian cái này là 5 thì nhân cho 5 thôi. Ok ha. Trong trường hợp tổng quát n đi thì n lệ thì n chu kỳ, thời gian của một chu kỳ là 5 thì mình nhân cho 5 là 5 là không chẳng có gì để nói nha. Trong trường hợp k bước ha, tức là chỗ này là k khối này, mỗi khối là một giây á, thì cũng là n nhân cho k thôi. Rồi, còn trong pipeline ha, mấy bạn để ý cái việc năm bước trước nè, thì lệnh đầu tiên á nó sẽ tốn 5 chu kỳ, 1 2 3 4 5. Trong pipeline thì một lệnh nó sẽ chia ra thành 5 chu kỳ nhỏ, còn trong single thì một lệnh là một chu kỳ lớn, nó chứa 5 phần trong đó. Còn pipeline thì một lệnh chia là 5 chu kỳ nhỏ ha. Rồi, mỗi chu kỳ nhỏ là 1 giây, còn trong single thì mỗi chu kỳ lớn là 5 giây nha. Thì mỗi chu kỳ nhỏ 1 giây ha. Lệnh đầu tiên là tốn 5 chu kỳ. Lệnh tiếp theo ha, đây là lệnh thứ hai này, thì nó sẽ ra ở chu kỳ 6 này, lệnh thứ ba nó ra chu kỳ thứ 7 này, lệnh thứ tư ra chu kỳ thứ 8 này. Tức là sau 5 chu kỳ á thì mỗi lệnh nó sẽ ra một chu kỳ. Sau lệnh đầu tiên thì mỗi lệnh ra một chu kỳ. Thì mình có n lệnh ha, lệnh đầu tiên ra 5 chu kỳ thì n trừ 1 lệnh còn lại nó ra n trừ 1 còn lại chu kỳ. Thì mình có là 5 nhân cho n trừ 1 chu kỳ. Thời gian của một chu kỳ là 1 giây ha, mình cho nó 5 như này. Thì mình nhân 1. Yeah. Nói tóm lại á, tổng quát lại á thì đây là số chu kỳ để thực hiện lệnh đầu tiên này. Đó. N trừ 1 lệnh còn lại nè. Mỗi lệnh thực thi trong một chu kỳ cho nên nó sẽ tạo ra n trừ 1 chu kỳ ha. Rồi. Sau đó mấy bạn nhân cho thời gian của một chu kỳ ra, ví dụ này là 1 thì sẽ ra được cái thời gian thực thi. Rồi. Nếu mà xét về cái speed up ha thì mình thấy là mình thấy thời gian của việc của single mà chia cho pipeline, single thì mình là 5 n nhân cho k, pipeline là n trừ 1 cộng k. Là bằng n nhân cho k ha, chia cho n cộng trừ 1 ha, cộng cho k ha. Sorry bạn ha. N nhân k chia cho n trừ 1 cộng cho k. Thì nếu con số này mà n nó lớn, mà nếu mà n nó lớn á thì n mà chia cho n, nếu n lớn ha, nó tức là 1 triệu lệnh đó, 1000 lệnh đó, thì bạn thấy là 1000 lệnh ha, 1000 lệnh ha, mà chia cho 1007 lệnh thì nó cũng là 1 thôi mà. 1000 lệnh mà chia 1007 lệnh thì nó cũng bằng 1 ha. 1000 chia cho 1008 lệnh thì cũng bằng 1 ha. Đại loại là khi mà n lớn á thì cái thư số này nè nó sẽ tiến về k. Điều đó cái nghĩa là gì? Điều đó nghĩa là trong kiến trúc pipeline này nè, nó sẽ cải tiến tối đa là nhanh hơn k lần trong trường hợp tổng quát. Yeah. Tối đa nhanh hơn k là trong trường hợp tổng quát. Rồi, CPI của pipeline là bao nhiêu mà? CPI của kiến trúc pipeline là bao nhiêu?
là ca. Ca tức là một lệnh thực thi trong một ca chu kỳ đúng không? Ca không đúng các bạn, ca là sai. Một ha. CPI của nó là 1. Được nha. Vì đối với single thì CPI là 1 rõ rồi. Thì một lệnh một chu kỳ. Một lệnh một chu kỳ nên CPI của nó 1 ha. Rồi đối với pipeline thì N lệnh nó sẽ chạy trong N cộng 4 chu kỳ, trong cái môn của mình là N cộng 4, tổng quát là N cộng 1 trừ K, N cộng K, N trừ 1 cộng K. Thì như mình nói đó, 1 triệu lệnh thì nó chạy trong 1 triệu lẻ 5, lẻ 6 chu kỳ gì đó thì nó cũng tương đương là 1 ha. Thì do đó CPI của pipeline trong trường hợp tổng quát đó, là nó sẽ xấp xỉ là 1. Được chưa? Tại vì 1 triệu lệnh nó chạy trong 1 triệu chu kỳ thì 1 triệu lệnh chạy trong 1 triệu lẻ 6 chu kỳ, lẻ 4 chu kỳ, lẻ 3 chu kỳ thì nó tương đương với là 1. Được chưa? Rồi trong trường hợp mà mình yêu cầu chính xác thì nó sẽ là N N trừ 1 cộng K chu kỳ chia cho, đây là tổng số chu kỳ nè, thực thi nè, chia cho tổng số lệnh là N. Thì đây là công thức chính xác của nó luôn ha. Nha. Ví dụ như 5 lệnh thì nó CV là bao nhiêu đó, 6 lệnh CV là bao nhiêu đó. Nhưng mà về tổng quan thì nó là bằng 1. Rồi. À, nắm mấy cái đề đó ha. Mình sẽ qua cái này. Rồi. Thì như mình nói đó, CVI của mình đó, là nó cái quá trình thực thi lệnh của mình nó sẽ trải qua 5 bước như thế này ha. Và người ta thiết kế 5 bước này cho nó hợp lý nha. Và trong cái môn mình học thì mình sẽ là 5 bước, phải là 5 bước ha. Rồi. Về cái slide này á, là nó hàm ý là gì? Như nãy mình nói một cái điều là cái việc cái lệnh lo này nè, cái rollback mình không có ghi vào, mình không có tính vào critical ha, critical path. Nhưng mà trong này là mình lại đưa ra. Vì sao? Tại vì ở đây cái slide này với hàm ý là mình đang so sánh với single và pipeline. Mà tại vì cái kiến trúc mình có đặc trưng là cái việc ghi này nè, nó là trùng với việc đọc cho nên nó không có thể tồn tại cùng một lúc được, nó là phải qua chu kỳ sau. Nhưng mà nếu bạn nghĩ cái việc ghi này nè, chỉ là ghi cái quả vào thôi, còn việc đọc chỉ là đọc thanh ghi thôi, thì hai cái này có thể độc lập với nhau được. Tức là mấy bạn nghĩ thoáng nó một xíu là cái việc ghi thực ra là việc ghi kết quả thôi. Kết quả nó có thể nằm ở thanh ghi, trong trường hợp của mình là nằm thanh ghi, có thể nằm ở chỗ nào đó khác nè, có thể nằm ở chỗ nào đó khác. Thì cái việc này là tính một bước để chi, để mình thấy được là so sánh giữa single và pipeline nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào nha. Hy vọng mà hiểu cái điều, hiểu chỗ này ha. Cái slide này nằm kích là tạo ra sự khác biệt để mình so sánh nha. Cái việc write roster này nè là việc mà tưởng tượng nó là ghi kết quả thôi, ví dụ như ghi kết quả vào cái file, vào cái file gì đó thôi. Yeah. Và nó được tính một bước hoàn chỉnh chứ không phải là nằm ở chu kỳ khác, thì khi đó để mình so sánh với lại pipeline như thế nào thôi. Và như thế thì mình sẽ có những cái bảng như thế này, và bảng này thì lại lo nó sẽ là 800 picro giây store. Lệnh R thì nó sẽ không truy xuất memory ha. Lệnh store thì nó không có ghi cái quả vào, không có ghi cái quả vào cái gì hết ha. Rồi lệnh ra nhánh thì nó cũng không truy xuất memory luôn, cũng không có ghi cái quả luôn. Thì cái này là mình sẽ được cái single là thằng dài nhất là 800. Và rõ ràng thằng dài nhất 800 thì cái clock của nó cũng là 800 để đảm bảo thằng nào cũng làm xong. Đấy nha. Và đây là cái hình ảnh so sánh ha. Đó, bất cứ đó là gì á, thì thằng này là 800, 800, 800. Còn về pipeline á, thì nó phải chia ra. Như bạn thấy á, tại một thời điểm nè, đó, thời điểm này nè, thì cả bốn thằng đều hoạt động đúng không? Giả sử cái tủ này mình cấp độ là 30 phút, mỗi thằng này đều 30 phút hết, thì không có gì để nói. Thì thời gian của một cái
của một cái clock này nè là 30 phút. Giả sử thằng mình gấp đồ bằng một cách nào đó mình rất là cẩn thận đi, mình sẽ cho nó là 40 phút. Mình là người cẩn thận, giả sử như thế mà mình gấp đồ rất là chăm chút hả? Thì khi đó cái clock này này nó không thể nào là 30 phút được nha, nó không thể nào là 30 phút được, nó phải là 40 phút. Tại vì 40 phút mình mới gấp đồ xong mà nha, 40 phút mình mới gấp đồ xong để mình hoàn thành. Giả sử cái việc xoáy đồ này này nó tốn là 50 phút đi, thì cái clock này này phải là 50 phút. Tại vì mình phải dành cho nó 50 phút nó mới làm xong bất cứ cái chuyện gì, bất cứ cái thằng nào trong clock này phải làm xong trong vòng bất cứ thời gian, bất cứ một khoảng thời gian clock nào thì bắt buộc những cái thằng này phải làm xong ha. Và nếu thằng này 50 phút thì bắt buộc clock mình phải 50 phút để cho thằng này nó làm xong. Vậy thì tóm lại á, cái clock chỗ này nó phải là maximum của những khối phần cứng, của những khối trễ đó. Và khối này maximum là 200 ha. Do đó clock của này cũng là 200 luôn. Được chưa? Clock của này là 200 ha. Clock này thì 800. Vậy thì làm sao mình tính được clock của pipeline ha? Thì mình sẽ lấy thằng maximum của những khối. Mình có 5 khối ha. Injection fetch, ILO, data memory, register, và khối này là khối register luôn ha. Thì mình lấy maximum của 5 khối, một trong 5 khối đó. Rồi như mình nói bữa nãy ha, thì mình cải tiến được bao nhiêu lần thì đại loại là mình có thể cải tiến gần số k, k là số mà mình có thể mình số bước á. Rồi nếu mà mình chia ra không đều thì mình sẽ làm giảm hiệu suất đi rất là nhiều. Nghĩa là sao? Đói bụng quá. Đây là cách mình chia đều các bạn này ha, thì không có gì để nói ha. Thì mình tốt, cái cách này tốt để chia ra mỗi cục đều à, thì nó tốt ha. Còn nếu mình chia không đều ha, giả sử thằng này nó giả sử mình chia thằng B nó nhiều hơn thằng C nó ít hơn, coi như hai thằng này bằng nhau đi ha, thì single nó vẫn vậy, nó vẫn là nhưng mà pipeline nó lại khác ha. Pipeline nó lại như thế này. Đây là cách mình chia không đều ha. Thì cái đó nó sẽ như thế này các bạn. Nó sẽ như thế này ha.
Hơi khó để thao tác. Đại loại là nó như thế này, nó không đều thì nó sẽ nó có những chỗ mà nó tức là thời gian có một chu kỳ của nó tham bảo là thời gian một chu kỳ của nó phải đảm bảo là một thằng nào nói phải sao, một thằng có một thằng lâu quá thì phải chờ thôi, kiểu vậy. Và nó sẽ có những cái chỗ này là phí này, và nó sẽ gây ra cái khoảng trống và nó sẽ đẩy cái việc thực thi nó đi xa đi xa đi xa ra ha. Thì hy vọng các bạn nhìn cái này mà hiểu ha, tức là khi mà chia không đều á, đôi lúc cái thằng nó quá nhiều các bạn chia vào việc á, thì kiểu như mình giặt đồ đi, giặt đồ có 10 phút sau mà mình sấy đồ tới 1 tiếng là 60 phút á, rồi giặt xong 10 phút à, chờ thằng kia nó tí cứ 1 tiếng là mới mới được giặt mới được mới mới mới, mới xong việc giặt đồ. Thì rõ ràng ha, giặt 10 phút này là này 60 phút này, thì khi mà thằng này có 10 phút sau là nó xong rồi, tức là tầm đó 20 phút nó xong rồi, thằng nó chưa sấy đồ xong cái đồ cũ nữa, nó phải chờ ha, nó phải chờ tới thằng kia sái xong rồi mới được đưa vào nữa. Tức là khi mình chia không đều thì nó sẽ tạo ra cái việc cái hiệu suất của mình rất là giảm xuống, như kiểu như thế nha, đại loại như ý như thế. Rồi đây ha, rồi thì đương nhiên nãy mình nói rồi ha, cái việc thực thi nó sẽ trải qua 5 giai đoạn, đúng 5 giai đoạn ha. Cái lệnh nó sẽ trải qua 5 giai đoạn thì đúng 5 giai đoạn. Thời gian của một lệnh nó không giảm xuống, nhưng mà cái tốc độ nó tăng lên, tại vì nó tăng cái throughput nó tăng lên vậy nha. Còn cái giá trị CPI này mình vừa mới hỏi ha. Rồi thì trong cái mô của mình, các bạn nó người ta thiết kế theo kiểu hợp lý, cho nên nó dễ pipeline. Hợp lý tại vì tất cả lệnh đều có độ dài bằng nhau, đều là 32 bit ha, cho việc lấy lệnh nó cũng đơn giản. Ví dụ mấy bạn tưởng tượng ha, đều 32 bit thì mình biết là 32 bit rồi, mình chỉ lấy 6 bit đầu rồi mình giải mã lệnh ha, rồi mình giải mã là mình sẽ đọc được những thanh ghi. Nếu mà mấy bạn gặp trường hợp là ở cái lệnh thì lúc ngắn lúc dài, lúc thì 5 lệnh trong đó, lúc thì 3 lệnh trong đó, ngắn dài khác nhau ha, thì cái việc giải mã nó phức tạp hơn nhiều. Vì giải mã phức tạp nhiều cho nên khi mình việc phức tạp thì mình có thể chia đâu ra được nữa ha. Rồi đó là một cái đơn giản đúng không ha. À, cái việc giải mã nó cũng nhỏ, mình chỉ có 32 thanh ghi thôi, mình chỉ có 32 thanh ghi thôi, thì mình có thể vừa xác định thanh ghi nào và mình vừa ghi vào thanh ghi đó luôn. Tức là mình chỉ có 32 người thôi, thì mình có thể chọn một ra một người và mình có thể lấy nội dung của người đó và đọc và ghi nội dung của người đó. Còn giả sử mà mình có 100 thanh ghi đi, không phải có 1.000 thanh ghi đi, 1 triệu thanh ghi đi, thì nội của việc mình tìm ra một trong 1.000 1 triệu đó thì nó cũng tốn một việc rồi nha. Tức là nó nhiều quá thì cái việc tìm kiếm không cũng tốn một chu kỳ rồi, cái việc ghi lại tốn thêm chu kỳ nữa. Thì ở đây người ta thiết kế ra số 32 nó cũng có lý do mà, 32 thanh ghi ha, vì sao nó không phải là 1.004 thanh ghi, vì sao không phải là 16 thanh ghi, mà người ta có những quy tắc người ta hết. Nào, nói chung thì người ta sẽ cố gắng làm sao cho cái việc phân chia nó đều nhau để hiệu suất nó tăng là nhanh nhất, hiệu suất nó đạt được là tốt nhất. Và sau này các bạn thiết kế phần mềm hay phần cứng gì đó cũng vậy, mấy bạn muốn highlight ha, thì các bạn phải chọn những cái khối công việc nó đều nhau để mới làm, để mình làm nó mới nhịp nhàng ha, vừa đủ thì vừa thằng này vừa sau thì nó tới, vừa sau thì nó tới ha, còn thằng vừa sau nó nghỉ đợi thằng khác làm thì nó không có hay lắm. Vì sau này bạn thiết kế pipeline một cái chương trình một phần cứng cũng vậy. Rồi mình qua một cái nó đỡ, nó sẽ có nó cũng chi tiết hơn ha, đó là Hazard ha. Thì nếu mà ai coi đá banh thì cũng biết Hazard là ai nha. Hazard thì cái mình đang nói về Hazard ha. Hazard là cái từ mà người ta chỉ về cái trạng thái mà nó bị gọi là gì ta, bí á, bị bí á, nói dân giả là bị bí á, không biết làm sao á nha.
Đó là cái tình trạng mà mình không biết tiếp theo phải là như thế nào. Thì nó có ba cái loại trạng thái ha. Cái đó là dịch ra thì người ta gọi là rủi ro ha. Có ba cái rủi ro, ba cái hazard đi, mình không có dùng rủi ro mà dùng hazard đi ha. Thì cái đầu tiên là structural hazard ha. Cái thứ hai là data hazard và cái thứ ba là control ha. Thì mình sẽ đi qua từng cái. Khi mà mình sử dụng chung tài nguyên mà thì nó sẽ xảy ra sự đụng độ. Ví dụ như là bạn mình với bạn mình ở trong một phòng sử dụng chung một cái, với bạn ai cũng biết là sáng sớm mà hay đi cầu gì đó, thì đó là cái structural hazard ha. 5 thằng trong phòng, 8 thằng trong phòng ha, sáng sớm thằng nào cũng muốn có nhu cầu sinh lý hết, không có nhu cầu về 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 về, về đi cầu hết, sống vô trong một cái toilet. Thì cái này cũng vậy, mình có một bộ nhớ ha, thằng nào cũng có nhu cầu đọc, có nhu cầu ghi, tại vì khi mình highlight mà nó sẽ có nó làm nhiều việc cùng lúc ha, các bạn thấy ha, highlight thì nó làm nhiều việc cùng lúc, nó không có làm tuần tự mà nó 4 thằng có thể nó làm chỗ nó, khi đó thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là đụng độ về tài nguyên. Và khi đụng độ về tài nguyên á, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là người ta gọi cái đó là structural hazard. Còn đây ha, đây là ví dụ ha, giả sử nha, người ta giả sử ở đây có người ta giả sử ha, là cái injection memory và data memory nè nó cùng trong bộ nhớ vật lý đó, 2 thằng này cùng một chỗ ha, và giả sử là có một đường vào thôi, nó được một đường xuất thôi. Thì tại vì cái pipeline này người ta sẽ làm theo kiểu là giải mã lệnh đầu tiên, lấy lệnh đầu tiên, giải mã lệnh đầu tiên, lấy lệnh thứ hai, thực thi lệnh đầu tiên, giải mã lệnh thứ hai, lấy lệnh thứ ba, truy xuất lệnh đầu tiên, thực thi lệnh thứ hai, giải mã lệnh thứ ba và lấy lệnh thứ tư. Thì giả sử đây là lệnh lo ha, lệnh lo thì nó sẽ truy xuất vào bộ nhớ. Rồi nếu đây là một lệnh nào đó thì nó sẽ đọc bộ nhớ. Mình hai giả sử hai bộ nhớ này, hai cái này nó cùng chỗ, tức là trong một chu kỳ nó chỉ được đọc một cái thôi, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái chương trình mình chạy bị sai, không chạy được. Thì cái này người ta gọi là structure hazard, là cái sự đụng độ về về tài nguyên. Và để giải quyết đó thì khá là đơn giản thôi, 2 thằng này thì đưa ra 2 chỗ ha. Đó là lý do vì sao mình tách, người ta tách cái data memory ra chỗ và injection memory ra chỗ, injection memory ra chỗ ha, để giải quyết cái đụng độ này. Được chưa? Rất là đơn giản. Mình đụng độ về phần cứng thì mình tách nó ra, mình đụng độ về ví dụ như trong phòng mình có một cái toilet thôi, thì mình có thể làm 8 cái toilet cho 8 người, thì không có thằng nào đụng độ thằng nào hết, nhưng mà cái điều đó nó không hay, đúng không? Thì mình chỉ cần làm 2 toilet thôi, có thể là người ta chia sẻ với nhau ha. Thì nói tóm lại cái thằng này nó không có phải là vấn đề chính trong cái kiến trúc của mình, tại kiến trúc mình là kiến trúc mà kiểu như tao là vua, có mình tao à, có mình có một bộ xử lý hả, cho nên cái nó cái này này nó sẽ khi bạn học những bộ những kiến trúc khác á, nó có 5 6 bộ xử lý á. Nhiều thằng là bắt đầu phức tạp à, 5 6 bộ xử lý ha, sử dụng chung về các đồ họa, sử dụng chung về bộ nhớ, sử dụng chung về đủ thứ về cache, thì nó sẽ sinh ra cái này, nó sinh ra cái vấn đề rất là lớn. Còn trong cái môn của mình chỉ học có một bộ xử lý thôi, nên mình không có học xử lý xong sao mà mình học cái này thôi, cho nên nó không phải là vấn đề gì lớn lao của mình lắm mà. Rồi như thế này thì bạn sẽ có hình ảnh về cái structure hazard. Qua cái thứ hai là như thế này ha, đụng độ và tự nguyên. Giả sử đây, giả sử trong cùng bộ nhớ ha, thì lại lo sợ truy xuất này, thì do đó thì để giải quyết vấn đề này thì người ta là chia cái này ra, suppress nó ra nha, thành 2 thằng vậy thôi, cũng không có gì. Rồi mình qua cái thằng thứ hai là thằng data ha, thì thằng này nó sẽ là như thế nào, nó là hiện tượng như thế này ha. Mình xét cái ví dụ này, cái ví dụ này cộng cái phép cạo này này nó sẽ ghi vào x0, và phép trừ này này sẽ sử dụng x0. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói trong cái single cả, cứ ghi vào đi rồi tao sẽ đọc single thì như thế ha. Nhưng mà một hiệp highlight thì bọn sẽ biết nó sẽ trải qua 5 bước.
bỏ bước cái đó là một chu kỳ. Thì khi nó trải qua như thế thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là hiện tượng như thế này. Lấy lệnh dễ rồi, không có vấn đề nói ha. Giải mã lệnh, giải mã lệnh thì nó sẽ giải mã thanh ghi T0 và thanh ghi T1 vậy nha. Này, thanh ghi T0 và thanh ghi 1. Thực thi lệnh là thực thi phép cạo. Tại vì nó không có trích xuất memory thì nó cứ tạm thời nó đưa cái phép cạo này qua đây thôi. Rồi nó ghi vào thanh ghi, nó ghi vào thanh ghi S0. Vậy thì ở chu kỳ này mình gọi là chu kỳ 1 2 3 4 5. Ở chu kỳ thứ 5 ấy mà thì nó mới ghi S0 đúng không? Tại vì cấp pipeline thì nó sẽ làm theo chu kỳ thứ 2 thì nó giải mã lệnh đầu thì nó sẽ lấy lệnh thứ 2 nha. Nó thực hiện phép cạo cho lệnh đầu thì nó sẽ giải mã lệnh thứ 2. Mà giải mã lệnh thứ 2 thì nó cần S0 và T3. Nó cần S0 và T3. Cái điều chỗ này là cũng quan trọng này. S0 thì ở chu kỳ thứ 5 nó mới có. Mà chu kỳ thứ 3 nó cần rồi. Thì rõ ràng khi mà mình lấy ở chu kỳ thứ 3 thì mình sẽ lấy bị sai. Và cái hiện tượng này người ta đặt tên nó là data hazard. Nha. Yeah. Đó là hiện tượng mà nó sẽ xảy ra cái sự rủi ro, xảy ra cái sự không được lấy lệnh, không lấy lệnh tiếp theo do không lấy lệnh, không lấy được lệnh tiếp theo do cái việc dữ liệu nó gây ra. Dữ liệu đây là gì? Dữ liệu đây là thanh ghi S0. Yeah. Thanh ghi S0 này nó phụ thuộc bởi kết quả của lệnh train. Và nó phải nó thì do đó khi mình pipeline thì nó sẽ không được. Tại vì chỗ này mình pipeline thì bắt buộc mình phải giải mã lệnh. Mà giải mã lệnh thì mình phải lấy S0 ra. Mà S0 nó chưa cập nhật. Do đó bị sai. Hiện tượng này người ta gọi là sai. Và để giải quyết hiện tượng này thì người ta làm sao? Đi tâm trùng. Cái này nguy hiểm quá. Cái gì đấy? Rồi để giải quyết hiện tượng đó thì đơn giản thôi, có hai cách thôi ạ. Okay. Có hai cách mà. Cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất thì ok, mình có tới chu kỳ thứ 5 rồi mới ấy thì mình cứ chờ thôi. Cái đó là đơn giản ha. Đây là chu kỳ thứ nhất ha. Đây là chu kỳ thứ hai, chu kỳ thứ ba, chu kỳ thứ tư, chu kỳ thứ năm. Thì cách đầu tiên là trước khi mình qua cách đầu tiên thì mình sẽ xem xét cái này ha. Mình có một cái ở đây, bạn để ý một cái ô này nè, để ý cái ô này nè, nó có hai màu phải không? Nó có ý nghĩa là gì? Được chưa? Thì đây thì nếu bạn để ý kỹ xíu á, thì cái việc giải mã, cái việc này là việc lấy lệnh nè. Lấy lệnh thực ra là việc đạp. Còn việc write back thực ra là việc ghi. Đúng không? Màu tức là chính thể, tức là cái phần tích cực các bạn. Tức là trong một chu kỳ thì nó sẽ chia ra hai phần. Được chưa? Chu nửa nửa đầu và nửa cuối ha, nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ cuối nha. Thì cái việc đào nó sẽ nằm ở nửa chu kỳ cuối và việc ghi nó nằm ở nửa chu kỳ đào. Nếu mình xem xét như thế thì mình có thể là cùng đào và ghi trên một chu kỳ được. Tức là trong chu kỳ này, trong chu kỳ mình đang xét này này, thì mình có thể ghi vào T0 và trong công chu kỳ đó mình có thể đào T0 luôn được. Được nha.
trong chu kỳ mình đang xét này, mình có thể ghi vào T0 này, và cùng chu kỳ đó mình có thể đạo được T0 luôn, được chưa? Đó là cái cách tiếp cận, đó là nửa chu kỳ mình ghi, nửa chu kỳ mình đạo, cách tiếp cận của quyển sách này, quyển sách mình đang sử dụng. Có nhiều sách nó sẽ tiếp cận theo kiểu là ghi á, là phải trong một trong, có nhiều sách á, nó có thể bạn nếu bạn đọc thêm thì một cái nhiều sách nó sẽ là ghi trong một chu kỳ, đọc một chu kỳ, không có có nửa nửa vậy đó. Sách nó kiểu như khó tính hơn, ghi ở chu kỳ này, ở chu kỳ này mình ghi T0 ha, thì chu kỳ này mình mới đọc được T0, ở chu kỳ tiếp theo mình mới đọc được T0. Yeah. Còn quyển sách của mình á, thì ghi ở nửa chu kỳ đạo, đọc ở nửa chu kỳ sau, do đó trong cùng chu kỳ mình vừa ghi vừa đọc một cái thanh ghi được, tốt, không vấn đề gì. Có nhiều sách nó bác ghi trong một chu kỳ, đọc một chu kỳ, thì tùy theo cái bộ nhớ mà sử dụng thôi. Thì ở đây á, thì nó ghi trong, nó ghi và đọc trong trong hai chu kỳ, trong cùng chu kỳ được, cho nên mình có thể dịch qua ha. Cách đầu tiên là mình sẽ nó tới chu kỳ này mới có ha, thì mình sẽ đợi qua chu kỳ này. Thì cách này tiên, cách này mình gọi là delay, tức là trễ, tạo ra độ trễ. Nó có ba cách gọi là delay hay là purple là bong bóng, hoặc là store hoặc là chừng lại nha. Thì cái này là cách giải quyết bằng phần mềm nha. Đó là khi mà viết như thế này nè, compiler nó sẽ thấy được, nó sẽ phát hiện được rủi ro bằng cách là nó biết thằng này ghi vào F0 này, thằng này đọc F0 này, mà hai thằng này đứng gần nhau, chắc chắn gì cũng có rủi ro hết. Thì nó sẽ tràn vào đây những cái lệnh người ta gọi là NOP. NOP là no operation ha, và nó tràn hai lệnh. Nó compiler nó phát hiện được điều này và nó tràn vào hai lệnh để cho khi mà nó biết, khi mà thực thi pipeline thì nó sẽ luôn đúng. Tàng hai lệnh tức là nó sẽ tương đương với lại hai cái delay chỗ này rồi. Lệnh này là no operation, tức là không làm gì hết, lệnh này ngồi chơi nha. Thì cách này là cách giải quyết bằng phần mềm, compiler nó làm. Ưu điểm là không tốn thêm tiền, nhược điểm là nó làm cho tụi mình chạy chậm hơn nha. Mới nãy mình tính CPI, tính CPI là lý tưởng thôi nha, tức là n lệnh thực thi trong n cộng 4 hay là n cộng k trừ một chu kỳ. Nhưng mà nếu mà thêm vào như này thì CPI là khác à. Yeah. Rồi. Đó là cách giải quyết bằng phần mềm ha. Còn cách thứ hai á, là cách giải quyết bằng phần cứng. Giải quyết bằng phần cứng thì nó ý tưởng là gì? Ý tưởng là tôi không có cần thanh ghi F0. Tôi cần kết quả của phép cạo. Tôi không cần thanh ghi F0, tôi cần kết quả của phép cạo à. Tôi cần kết quả của T0 và cộng T1 thôi. Mà thực ra kết quả T0 cộng T1 này nó T0 cộng, mình cần kết quả T0 cộng T1 ha. Mà thực ra cái T0 T1 nó lại được tính toán ở ngay tại vị trí này nè. Ở ngay tại chu kỳ 3 luôn, thì mình được kết quả T0 cộng T1 rồi. Những chu kỳ còn lại nó chỉ là cái thủ tục để ghi vào F0 thôi. Nha. Những cái này nó chỉ là thủ tục để ghi vào F0 thôi. Mình cho nó ghi sau đây, mình lấy cái kết quả này mình tính tiếp nha. Và lúc trước á, thì cái bộ A là O mà, nó là từ injection, từ register ha, nó sẽ qua đây là con số immediate ha, đây là register ha, thì nó có RS ở đây, RT, RI ở này, thì nó qua A là O đây. Bây giờ mình tính được kết quả rồi, mình lấy kết quả này mình quay về luôn, đúng không? Lấy kết quả này quay về luôn. Thì đương nhiên chỗ này nó sẽ sinh ra phần cứng để quản lý cái điều đó. Để quản lý là biết là khi nào mình lấy kết quả mình quay về, khi nào mình lấy kết quả từ thanh ghi, từ register. Và đương nhiên mình sẽ có một cái bộ điều khiển để mình biết là mình dùng cây nào, cây register hay là cây số hay là cây quay về, đại loại như thế. Thì cái này nó sẽ giải quyết được vấn đề là mình không cần tràn cái nớp vào, cái lại no operation vào, mà mình có thể giải quyết được. Nhưng mà nó có yếu điểm là nó phải thêm phần cứng, mà khi thêm phần cứng thì nó sẽ giá nó thành nó cao này xíu nha. Yeah. Thì cách giải quyết này người ta gọi là forwarding ha, lấy trước
cái kết quả của phép cạo đưa xuống thì mình gọi là forwarding ha. À, lấy trước kết quả phép cạo của lần tính trước đó ha, quay ngược lại tính chứ không lấy trực tiếp nữa. Thì có hai cách như thế ha. Rồi thì cách đầu tiên mình giới thiệu ha, đó là purple hay là store hay là delete, thì mình sẽ tràn vào hình ảnh như thế này. Các bạn thấy ha, ở cái con chuột mình ở chu kỳ 800-1000 nó có thể đọc được S0, tại vì nó chu kỳ đó mình ghi được S0, ghi đi những chu kỳ nào đọc những chu kỳ sau, ok vẫn tốt. Đó forwarding ha, thì mình lấy kết quả khớp tính mình đưa xuống luôn, tức là ở chu kỳ 3, chu kỳ 400-600 thì nó tính được cái phép cạo, rồi đến chu kỳ 600-800 thì dùng trực tiếp phép cạo đó luôn nha. Rồi đây là cái visualization của cái timeline ha, thì nó cứ sắp xếp xếp vậy thôi. Nói nãy giờ cũng khá khá rồi, thì giờ mấy bạn làm ha, mình có hai ví dụ, mỗi ví dụ mình cho một đoạn code. Bây giờ mình hỏi với bạn là nếu mà mình chạy cái chương trình này nè mà trên cái kiến trúc pipeline ha, pipeline thì nó sẽ tràn bao nhiêu stone vào, thì cho mỗi cái 5 phút đi ha, là ví dụ 1-5 phút thì 2-5 phút thì mình tầm đâu 10 phút tràn bao nhiêu stone vào. Trong trường hợp là mình chỉ dùng compiler ha, tức là mình chỉ không có forwarding, trong hợp mình chưa có forwarding thì bao nhiêu, các bạn làm thử ha. 5:30, 5:30 mình thảo luận ha. Mấy bạn sửa lại thôi bạn, đừng có quan tâm tới lệnh nó, đừng có quan tâm tới tới tới. Ủa, sửa lại đi. Đôi lúc mình viết sai không để ý. Còn lại này sai nữa. Nhưng còn lại thì cũng ok, không có sai.
À, bạn nào có đáp án thì post lên đi mà. Ví dụ một thôi cũng được, ví dụ một. Năm 40 À, ví dụ một trước các bạn là bao nhiêu? 40 hả? 40 nhiều quá. Là cái cục này các bạn cái delay á. Đây là hai cái delay này, thì mình có thể viết thành hai cái hàng hoặc là mình có thể viết thành một cái cục hoặc là mình viết gọn lại thì mình có thể viết như thế này. Đây là một store, đây là một store, thì nó tóm lại thì nó sẽ delay đi hai 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 chu kỳ. Rồi thì mình xét ví dụ đầu tiên ha. Ví dụ đầu tiên thì ví dụ đầu tiên là ví dụ này, thì các bạn có đáp án thì cứ post lên ha. Mình xét ví dụ này thì các bạn thấy là cái lệnh đầu tiên này nè, nó ghi vào thanh ghi hai, mình gọi là lệnh 1 2 3 4 5 ha, cho nó dễ ha, khỏi đọc lại gì mất công ha. 1 2 3 4 5 năm lệnh ha. Thì lệnh đầu tiên á, lệnh một nó ghi vào thanh ghi hai, lệnh hai nó dùng thanh ghi năm và thanh ghi hai. Thanh ghi năm thì cũng chẳng suy nghĩ gì rồi, thanh ghi hai là thì nó sẽ ảnh hưởng bởi lệnh một, thì do đó mình nói là lệnh đầu tiên này nó phụ thuộc vào lệnh thứ nhất qua thanh ghi hai nha. Lệnh thứ hai nó cũng dùng thanh ghi hai luôn. Lệnh thứ ba, sorry, lệnh thứ hai nó phụ thuộc vào lệnh thứ nhất qua thanh ghi hai ha. Lệnh thứ ba nó cũng phụ thuộc vào lệnh thứ nhất qua thanh ghi hai luôn không ạ. Nó phụ thuộc thứ nhất không thứ hai luôn ha. Lệnh thứ ba thì nó cũng phụ thuộc vào lệnh thứ nhất qua thanh ghi hai luôn, nhưng trong trường hợp này nó không có hazard, nó không có data hazard ha, nó không có data hazard chỗ này ha. Tại vì nó cách nhau hai lệnh mà, tại vì nó cách nhau hai lệnh thì khi đó có write back của nó có thể tại vì nếu mà nó cách nhau hai lệnh mà thì cái việc mà giải mã này cách nhau hai lệnh ha, đây này, thì cái việc giải mã này, đây là cái đoạn giải mã này, là đây loạn là ghi này, thì nó hoàn toàn nó không phụ thuộc gì hết, nó phụ thuộc nhưng mà không có xảy ra hazard ha, không thể data hazard ha. Tại vì cái chỗ nào mình ghi được ha, mình ghi được bất cứ thanh ghi nào thì chỗ nào mình cũng có thể đọc được bất cứ thanh ghi nào, do đó khi nó cách nhau hai lệnh thì coi như là nó không có hazard xảy ra.
Do đó thì cái lệnh thứ ba, lệnh thứ tư nó phụ thuộc vào lệnh thứ một bởi thanh ghi hai nhưng mà không có tham gia ha. Rồi nhưng mà nó phụ thuộc vào lệnh thứ hai ha, bởi thanh ghi 12. Bởi thanh ghi 12. Lệnh thứ tư thì nó ghi vào thanh ghi 14. Lệnh thứ năm thì nó cần đọc thanh ghi 2 và thanh ghi 14 ra, và lệnh thứ năm thì nó đọc, cần đọc thanh ghi 2 và thanh ghi 14 ra. Mà thanh ghi 14 thì nó lại phụ thuộc bởi thanh ghi, bởi lệnh thứ tư này. Rồi, vậy thì khi đó thì mình có bao nhiêu? Thì mình cũng làm như cái cái này thôi. Thì mình làm thử là bao nhiêu ha ra ha. Bạn nào làm rồi thì rồi mình cần là mình cần cái cục này. Đây là lệnh thứ nhất ha. Đây là lệnh thứ hai ha. Đây là lệnh thứ ba ha. Đây là lệnh thứ tư ha. Đây là lệnh thứ năm ha. Lệnh thứ nhất nó ghi vào thanh ghi hai. Lệnh thứ nhất ghi vào thanh ghi hai. Nhưng mà chỗ này nó giải mã thì nó cần thanh ghi hai và thanh ghi năm. Thì do đó mình phải dời nó qua. Giờ nó qua đây và mình sẽ bỏ hai cái delay vào đây, hai cái store vào đây. Rồi khi đó thì chỗ này nó là lệnh thứ ba này, lệnh thứ ba này ha. Chỗ này nó giải mã thì nó cần gì, nó cần thanh ghi hai và thanh ghi sáu. Thì bây giờ mình không cần dời nữa, tại vì khi mới nãy mình dời qua hai cái thì cái này nó đã lui lại theo rồi, và rõ ràng nó không cần cái nó lấy được ha, tại vì nó qua cái nó qua cái bước này nè. Do đó cái chỗ này nó không bị ảnh hưởng nữa sau khi giờ. Rồi tiếp theo chỗ này là cái lệnh thứ tư ha, là nó giải mã thanh ghi 2 và thanh ghi 12, thanh ghi 2 và thanh ghi 12. Thì các bạn biết thanh ghi 12 thì nó sẽ ghi vào ở lệnh thứ hai, tức là lệnh này, mà chỗ này nó mới giải mã thì nó phải bắt buộc nó phải lui lại, và khi đó thì nó sẽ tạo ra delay cho này cái nữa. Bây giờ rồi tiếp theo như thế ha, thằng này nó là thằng lệnh thứ năm, lệnh cuối cùng đó. Nó giải mã thanh ghi 2 và thanh ghi 14. Thanh ghi 2 thì bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa nè, nó không có sợ gì nữa ha, tại vì nó ghi vào chỗ này thì tới chu kỳ này nó đọc thì điều bình thường. Thanh ghi 14 là thanh ghi mà nó ghi vào ở đây, mà chỗ này nó đọc thì yêu nó phải chờ, chờ thì mới lưu lại nha. Lưu lại thì nó sẽ dơ ra cục, hai cục đó. Thì nó tóm lại á thì chỗ này nó sẽ tràn vào hai cục để nó giải quyết cái thằng hai này và thằng hai này. Nó tràn vào hai stone ha. Khi đó chỗ này nó không cần tràn nữa, tại vì thằng hai này nó được giải quyết rồi, trước đó rồi. Chỗ này thì nó sẽ tràn vào để giải quyết 12 với nhau, và nó đương nhiên thế, nó phải tràn vào hai rồi, mà tại vì cái lệnh này này nó đóng vai trò là một rồi, thì do đó chỉ mình chỉ cần tràn một cái stone vào chỗ này thôi nha. Và cái lệnh này thì mình sẽ giải quyết giữa hai thằng 14 này với nhau thì mới chặn hai, thì hai cộng hai cộng hai là một, tổng cộng là chặn năm. Thì mấy bạn khi nào các bạn sẽ tính là PCI, CPI của nó ha, CPI của nó không còn là bao nhiêu đó nữa ha, tại vì nó chặn theo những số vào rồi. Có gì thắc mắc cho nào không các bạn? Thì nếu bạn nào mà
mà chưa có hiểu cách làm thì bạn cứ về làm giống mình ha, cứ đặt ra một số cái lệnh cho thử mình sẽ như nào, có gì thắc mắc chỗ nào không ạ? Ok, là thì tạm thời mình cứ xét ví dụ một ha, ví dụ hai thì tuần sau mình xét luôn rồi mình tiếp học tiếp tục ha. Nếu mà không có gì thắc mắc thì chắc mình kết thúc cuộc cái buổi họp tại đây mà. Thi giữa kỳ 20% ha, đúng, thi giữa kỳ thì nó bàn bao nhiêu phần trăm đó? Hai mươi phần trăm ấy bạn, có đề hết rồi ha, tới thời gian thì lên làm thôi. À, giữa kỳ mình được sử dụng internet và những tài liệu liên quan, tức là được sử dụng hết ha. Đề thì bao nhiêu câu, bao nhiêu phút thì tới hồi nói bạn sẽ biết. Thực hành có cái pipeline này không? Có mấy bạn. Được dùng mask luôn, được dùng mask luôn hả ha. Thì tới hồi nó biết ha. Nói chung mấy bạn chủ yếu là mấy bạn chuẩn bị kiến thức thôi chứ còn mấy cái đó nó không có xi nhê gì đâu. Yếu là mấy bạn biết là cách làm cách ấy ha, còn mấy bạn mình đã cho cái đề theo kiểu là đã sử dụng internet thì mấy bạn biết thì mình bạn sử dụng internet cũng như không. Kiểu vậy. Chứ chẳng phải sử dụng internet mình search ra được thì nó còn gì là đánh giá nữa, thì đó chất lượng nó sẽ gọi là